Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Tập 125. Chuyện này có quan hệ rất lớn, ai lại có thể gánh vác trách nhiệm này, Điền Văn nhíu mày hỏi. Có thể để Tiêu Chính Văn gánh vậy. Điền Khải nói. Gì cơ, Tiêu Chính Văn, Điền Văn không khỏi nhíu mày. Tiêu Chính Văn đúng là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng trước đó đã có tin tức Tiêu Chính Văn bị thương nặng. Nếu lúc này đẩy hết trách nhiệm cho Tiêu Chính Văn khó tránh khỏi khiến mọi người không phục. Cậu ta có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất rồi, Hachiki Orochi cũng gật đầu nói. Nhưng, mọi người đều biết anh ta bị thương nặng đang đóng cửa dưỡng thương, nếu để anh ta gánh trách nhiệm này, e là mọi người đều không phục. Huống gì hôm đó ở Thành Minh Nguyệt Hòa Thượng Tanaka chỉ nói một câu đã đuổi anh ta ra khỏi Thành Minh Nguyệt. Anh ta sao có thể giết Thế tử Thánh Giáo Đình ngay trước mắt Hòa Thượng Tanaka được? Điền Văn khẽ lắc đầu, sắc mặt khó coi nói. Không phải hắn cố ý thanh minh cho Tiêu Chính Văn, thân là cậu chủ chiến quốc, hắn đã không còn lòng đồng cảm với người khác, những người như hắn trong mắt chỉ có lợi ích thôi. Nhưng chuyện này lại ảnh hưởng quá rộng, không chỉ phải thuyết phục được các thế lực mà càng phải thuyết phục được đám người Ngụy Vinh Kỳ tin Tiêu Chính Văn là hung thủ. Chỉ riêng hai điều này thì đã khó qua được ải của Ngụy Vinh Kỳ và Triệu Thắng chứ đừng nói đến Hoàng Yết có suy nghĩ thấu đáo. Có phải hắn hay không thì quan trọng lắm sao? Tôi nói là ai thì chính là người đó. Tử Cống lạnh lùng nói. Với địa vị của ông ta, chỉ cần lên tiếng thì cả ngoài lãnh thổ ai dám nói một chữ không? Ngụy Vinh Kỳ hay Triệu Thắng? Dù mọi người đều biết rõ không phải là Tiêu Chính Văn thì có làm sao? Hơn nữa Tiêu Chính Văn không hề có chống lưng, dù có chết cũng không làm giấy lên sóng gió gì, người như vậy quả thật là sinh ra để chịu tội thay cho người khác. Chỉ sợ bên Thánh Giáo Đình không chịu để yên. Điều Điền Văn sợ nhất vẫn là bên Thánh Giáo Đình không chấp nhận lời nói dối này. Chẳng qua chỉ là thương lượng thôi, lợi ích đổi lấy sự hài lòng của đối phương là được, tin chắc bên phía Thánh Giáo Đình cũng sẽ không trở mắt với chúng ta chỉ vì một thế tử. Chỉ cần lãnh đạo cao cấp không truy cứu, còn những người bên dưới không là gì cả, dù họ có tin hay không cũng phải tin. Tử Dư nãy giờ luôn im lặng bỗng nói. Với tình hình này thì đây đã là cách duy nhất rồi. Hơn nữa sự thật cũng giống như ông ta nói, sự thật là gì không quan trọng, quan trọng là lợi ích của các bên, chỉ cần làm cho các bên hài lòng, một thế tử thôi mà, cũng chẳng phải là người kế thừa, chết thì chết thôi. Vậy được. Chúng ta thỏa thuận vậy đi, mong rằng lần này đừng xảy ra sai sót gì. Hachiki Orochi hừ một tiếng. Trong mắt ông ta người như Tiêu Chính Văn chỉ nhỏ bé như một con kiến, chết thì chết thôi. Mặc dù các thế lực đều không truy cứu nữa nhưng không có nghĩa là chuyện này sẽ nhanh chóng bình ổn. Không chỉ là Tây Vực đang bàn tán sôi nổi mà ngay cả Đông Vực cũng đang bàn tán chuyện này. Hầu như tất cả mọi người đều có thể chắc chắn người đồ đen bí ẩn đó chính là một trong hai anh em Điền Văn. Nhưng không lâu sau có nhiều thế lực đứng ra làm chứng người đồ đen đó không liên quan gì với anh em Điền Văn, họ bị oan, hơn nữa trong 3 ngày, nhà họ Khổng sẽ bắt tay với tất cả thế lực ngoài lãnh thổ để tìm ra hung thủ thật sự. Nhà họ Khổng bắt tay với các thế lực điều tra hung thủ. Tin tức này vừa truyền ra ngoài lập tức dấy lên những bàn luận của mọi người ở cả Đông Vực. Gì cơ, nhà họ Khổng đi điều tra hung thủ, chẳng phải quá rõ rồi sao, nhà họ Khổng vừa muốn làm trọng tài vừa muốn làm vận động viên sao. Hơn nữa tin tức này hình như được truyền ra từ Tề Thiên Thư Viện, chứng tỏ họ chột dạ. 2. Xem ra lần này có thế nào Tiêu Chính Văn cũng không thoát được. Không ít người đều nghĩ đến một kết quả là nhà họ Khổng sẽ lấy Tiêu Chính Văn ra làm vật hy sinh, để các bên nguôi giận. Hừ. Mấy người họ Khổng đúng là không biết xấu hổ. Nhà họ Khổng rõ ràng đang bắt nạt người khác, Tiêu Chính Văn vẫn luôn đóng cửa dưỡng thương, họ lại muốn để người ta chịu tội thay. Không ít người cũng lên tiếng nghi ngờ, dù sao người ta cũng không chỉ mặt điểm tên. Mọi người đừng nói bậy, người ta cũng không nói rõ hung thủ đó là Tiêu Chính Văn. Đúng thế, chẳng phải giờ vẫn đang điều tra sao, 3 ngày sau mới có kết quả. Huống gì mấy ngày trước Tiêu Chính Văn mới bị Hòa Thượng Tanaka đuổi ra khỏi Thành Minh Nguyệt, bảo cậu ta làm người chịu tội thay, bên phía Thánh Giáo Đình cũng sẽ không đồng ý. Thoáng chốc dường như mọi người đều rời sự chú ý sang Tiêu Chính Văn, nếu có người có thể chịu tội thay thật thì ngoài Tiêu Chính Văn ra, họ không nghĩ ra được người thứ hai.
Tội này quá lớn và quá nặng, không phải con chó con mèo hoang nào cũng có thể chịu tội thay được. Người có thể đứng cùng một đẳng cấp với bốn cậu chủ chiến quốc hoặc là có tư cách đánh lén họ, hơn nữa còn có thể thắng cũng chỉ có một mình Tiêu Chính Văn. Ngoài ra, không tìm được người thứ hai trong thế hệ trẻ ở ngoài lãnh thổ. Nhưng không lâu sau lại có tin đồn mới truyền ra. Tiêu Chính Văn đã nắm chắc trận pháp phân thân từ lâu, hơn nữa có thể một hóa ba, người hôm đó bị thương chỉ là một phân thân của Tiêu Chính Văn mà thôi. Bản thể của anh vẫn luôn ẩn nấp trong đế khư. Tin tức này vừa được truyền ra ngoài, cả đông vực lại sục sôi lần nữa. Không thể nào, đúng là trận pháp phân thân có thể biến ra phân thân nhưng sức mạnh của phân thân rất yếu, đều cần phải tu dưỡng lại từ đầu, nếu không tại sao thân phân của Khổng Tề Thiên lại có tu vi không đồng đều. Đúng thế, rõ ràng là bịa một cái cớ để đẩy trách nhiệm sang cho Tiêu Chính Văn. Các anh vẫn còn ngây thơ quá, vốn dĩ họ muốn kéo bừa một người chịu tội thay, đẩy toàn bộ trách nhiệm sang. Còn có phải là hung thủ hay không cũng không quan trọng. Thậm chí có người nói được ý đồ thật sự của nhà họ Khổng. Cũng trong hôm đó, Điền Văn cũng đích thân công khai thừa nhận Tiêu Chính Văn là hung thủ. Sau đó Điền Khải cũng công khai đưa ra rất nhiều bằng chứng với mọi người để chứng minh Tiêu Chính Văn là hung thủ. Tin tức này vừa được truyền đi, mọi người đều ngơ ngác. Nhà họ Khổng không biết xấu hổ đến mức này sao? Mọi người đều thấy rõ phong cách làm việc của nhà họ Khổng vẫn mặt dày như vậy. Người họ Khổng đúng là không một ai tốt đẹp. Đúng thế, Tiêu Chính Văn là hung thủ ư. Người nhà họ Khổng còn nói ra câu này được à. Còn anh em Điền Văn nữa, đúng là vô liêm sỉ. Không ít người đều lên tiếng mắng nhiếc anh em Điền Văn và nhà họ Khổng. Lúc này Thanh Liên và ông Lão Thiên Tinh cũng chạy đến đất Tề bằng tốc độ nhanh nhất. Vì sau khi về đến Đông Vực, anh em Điền Văn sợ bị người ta âm thầm tính kế nên mới bất đắc dĩ chạy trốn về đất Tề, ở trên địa bàn của mình luôn an toàn hơn so với đợi ở Đông Vực. Cậu chủ, bọn tôi nửa đêm đến làm phiền mộng đẹp của cậu chủ rồi, mong cậu chủ lượng thứ, Thanh Liên và ông Lão Thiên Tinh chắp tay nói. Hai vị nửa đêm đến đây không biết có việc gì, Điền Văn đang ngồi trong đình ngắm trăng, tiện tay rót một tách trà rồi nhấp một hớp. Cậu chủ! Chúng tôi nghe nói cậu tự đứng ra thừa nhận Tiêu Chính Văn là hung thủ giết người. Ông Lão Thiên Tinh nhìn Điền Văn nhíu mày hỏi. Một khi chuyện như vậy được chứng thực thì Tiêu Chính Văn gần như trở thành cái tên đối đầu của các thế lực. Với thực lực hiện tại của Tiêu Chính Văn không có sức để phản đòn, thậm chí còn không có cơ hội phản kháng thì sẽ bị các thế lực nghiền nát. Dù có vài ân oán với nhà họ Hồng trước trận chiến nhưng cách làm của anh em Điền Văn cũng hơi quá. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng xem là người Hoa Quốc. Nói ra thì mọi người đều là đồng bào cùng tổ tiên đất nước, Điền Văn hay nhà họ Khổng cứ đẩy Tiêu Chính Văn lên đầu ngọn sóng gió quả thật khiến người ta tức giận không thôi. Thế nên Thanh Liên và ông Lão Thiên Tinh mới đến tận đây xin chứng thực tính thật giả của tin đồn. Hai người cũng đều là người quan tâm đến đại cục, vào những lúc cấp bách như vậy phải cần có người làm vật hy sinh mà, từ bỏ cái nhỏ để quan tâm cái lớn. Đây là danh ngôn của Khổng Thánh Nhân. Từ bỏ một người mà bảo vệ căn cơ Đông Vực chúng ta mới là kế sách lâu dài, tin chắc Tiêu Chính Văn có thể hiểu được ý định tốt của nhà họ Khổng. Điền Văn không biết xấu hổ nói. Cái gì, nghe thế sắc mặt Thanh Liên thay đổi. Cái gì mà từ bỏ cái nhỏ để quan tâm đến đại cục. Tại sao Tiêu Chính Văn lại phải chịu tội thay anh em nhà họ Điền các cậu? Hơn nữa bà ta biết rõ hy sinh mà Điền Văn nói là gì. Đây không chỉ liên quan đến sự sống chết của Tiêu Chính Văn mà còn bao gồm cả Điện Thần Long phía sau anh. Hai người cũng không cần phải ngạc nhiên, chuyện đã phát triển đến mức này rồi, phải có người gánh tội, nếu không trận chiến mà xảy ra thì có vô số người rơi đầu. Tôi đã nhận được thông tin xác thực, bên Thánh Giáo Đình đã tập hợp 10 giáo chủ áo đỏ, lấy cớ chuyện này để tấn công Đông Vực rồi. Nếu so với vô số sinh linh của Đông Vực và một mình Tiêu Chính Văn, bên nào nhẹ bên nào nặng không cần tôi phải nói nhiều, trong lòng hai người cũng đã rõ. Thân là truyền nhân của Hoa Quốc, gánh vác mọi thứ vì tổ tiên Hoa Quốc, lẽ nào không phải là phong thái nên có của con cháu Hoa Quốc sao? Không có Hoa Quốc thì làm sao có được Tiêu Chính Văn hôm nay? Điền Văn lạnh lùng nói. Hắn nói như thế khiến Thanh Liên và ông Lão Thiên Tinh sửng sốt. 10 giáo chủ áo đỏ. Đây không phải là giáo chủ áo đỏ trong thế tục mà là người có thực lực thật sự bên phía Thánh Giáo Đình. Từ trận thế này xem ra Tử Cống và Tử Dư đã suy xét cẩn thận.
Cậu chủ, nếu đã thế thì chuyện này nên do hung thủ thật gánh vác, tại sao lại bắt cậu Tiêu làm vật thay thế? Tôi quả thật không hiểu, đại nghĩa mà Khổng Thánh Nhân nói lẽ nào là vì câm miệng? Không để Thanh Liên nói hết câu, Điền Văn sầm mặt, lạnh lùng ngắt lời Thanh Liên nói, bà có tư cách gì hỏi tôi? Không, tôi chỉ là hỏi sự thật thôi. Vừa rồi cậu chủ đã nói bỏ nhỏ vì đại cục, vậy thì cái gì là tiểu cục, cái gì gọi là đại cục? Lẽ nào bảo một người trong sạch phải chịu một bất công chính là đại nghĩa mà Khổng Thánh Nhân nói sao? Thanh Liên không chịu lùi bước liên tiếp hỏi. Lúc này không chỉ là Thanh Liên không còn chút thiện cảm nào với Điền Văn và nhà họ Khổng mà ngay cả ông Lão Thiên Tinh đều nhìn Điền Văn với vẻ mặt chán ghét. Đó là đương nhiên, lẽ nào bà chưa từng nghe nói đến câu, nên giấu chuyện vì vua, vì cha, vì vi sư, sao? Nói rõ hơn một chút, người có thân phận thấp hèn thì nên gánh vác tội danh cho người có thân phận cao quý. Đây là chỉ dạy của Khổng Thánh Nhân, lẽ nào hai người muốn phản lại à? Nghe đến đây Thanh Liên cười nhạo, xem ra tất cả những người có liên quan đến nhà họ Khổng đều không biết xấu hổ. Điền Văn hay hai đệ tử của Khổng Khưu cũng không có chút đạo đạo căn bản làm người nào, để bảo vệ lợi ích của bản thân mà không tiếc hy sinh sinh mạng vô tội, loại người này còn chẳng bằng súc sinh nữa. Tôi chỉ biết Tề Hằng luôn công minh chính trực, nước Tề luôn thuyết phục người ngoài bằng đạo đức, chưa từng nghe nói lấy sinh mạng vô tội để chịu tội cho người có tội. Ngay cả ông Lão Thiên Tinh cũng không thể nghe tiếp được nữa, bèn lên tiếng chế giễu. To gan, Điền Văn tức giận, toát ra sát khí nhìn ông Lão Thiên Tinh. Tề Hằng mà ông Lão Thiên Tinh nhắc đến không phải là Tề Hằng của đời sau mà là cậu chủ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch họ Khương chứ không phải họ Điền. Hay nói cách khác, ông Lão Thiên Tinh không chỉ đang mắng nhà họ Khổng thất đức mà đang ám chỉ nhà họ Điền tặc tử loạn thần lạm dụng chức quyền. Bọn tôi không có tư cách chỉ trích cậu chủ nhưng muốn đòi lại công bằng cho người trong thiên hạ, ánh mắt ông Lão Thiên Tinh trở nên lạnh lùng, không hề sợ hãi. Cậu chủ bớt giận, nếu cậu chủ đã cố chấp như thế thì bọn tôi cũng không nói nhiều thêm nữa, nhưng mong cậu chủ nhớ đúng sai công bằng luôn nằm ở lòng người, có vài việc không thể chỉ dựa vào một hai lời nói để định đoạt. Dứt lời, không đợi Điền Văn lên tiếng, Thanh Liên đã dẫn Thiên Tinh xoay người đi. Đã nói đến mức này mà nếu còn dây dưa với Điền Văn nữa thì không còn ý nghĩa gì cả. Không chỉ là Điền Văn, ngay cả thái độ nhà họ Khổng cũng vô cùng rõ ràng, cho dù ai là hung thủ không quan trọng, quan trọng là nhà họ Khổng lấy Tiêu Chính Văn làm vật hy sinh để anh gánh hết mọi chuyện. Hơn nữa nhân cơ hội này tiêu diệt kẻ thù mạnh của nhà họ Khổng. Giống như năm đó rõ ràng Vu Khiêm phát động một cuộc binh biến chặn Minh Anh Tông ở phía Bắc Trường Thành, mà đội quân của Dã Tiên chẳng qua chỉ tiến hành cống nạp mà thôi. Nhưng cuối cùng để che đậy sự thật, môn đồ nhà họ Khổng vẫn lấy Dã Tiên làm vật hy sinh, mãi mãi bị trói vào tội danh đáng xấu hổ trong lịch sử. Bây giờ người nhà họ Khổng cũng làm hệt như thế, muốn đẩy Tiêu Chính Văn lên đầu sóng ngọn gió, để Tiêu Chính Văn trở thành người thay tội cho anh em Điền Văn. Chẳng qua cuối cùng chuyện này có thể được như ý họ hay không còn phải xem ý bên phía Thánh Giáo Đình. Dù sao người của Thánh Giáo Đình cũng không phải kẻ ngốc, muốn họ chấp nhận một Tiêu Chính Văn bị thương nặng là hung thủ nào có dễ. Trong đêm đó Thánh Giáo Đình cũng truyền ra tin tức sẽ công khai bày tỏ nếu đã điều tra rõ hung thủ thì bên họ sẽ nhanh chóng bảo người đến bắt. Tin tức này khiến không ít tông chủ ở Đông Vực ngơ ngác chứ đừng nói là người khác. Ngay cả họ cũng nhìn ra Tiêu Chính Văn là con bài chịu tội thay do nhà Khổng đẩy ra, mà bên phía Thanh Giáo Đình lại tin tưởng ư. Cùng lúc đó một tin tức khác cũng truyền đến bên Tần Lương Ngọc. Nhà họ Khổng cử người ra lệnh cho Tần Lương Ngọc và tất cả tông môn trong Thành Đại Phong lui ra khỏi Thành Đại Phong và phải giao Thành Đại Phong cho các đặc phái viên Thánh Giáo Đình phái đến tiếp nhận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Gì cơ? Bảo Thánh Giáo Đình tiếp nhận Thành Đại Phong của Đông Vực. Đây, người nhà họ Khổng bán nước ra đến ngoài lãnh thổ luôn rồi à? Thành Đại Phong vốn dĩ do một tay thành chủ Tần khai phá, dựa vào đâu mà giao cho người của Thánh Giáo Đình? Một đám vô liêm sỉ, đúng là không bằng con chó. Lúc này sắc mặt Tần Lương Ngọc càng khó coi hơn, cho dù thế nào bà ta cũng không đồng ý với điều kiện này của nhà họ Khổng. Trước tiên không nói bây giờ bà ta đã gia nhập vào Điện Thần Long, dù bà ta không phải là thành viên của Điện Thần Long cũng không thể trả giá bằng Thành Đại Phong, bán đứng đồng bào của mình. Tin lạ này quả thật chưa từng nghe nói trước đó,
vừa muốn giao Tiêu Chính Văn vừa muốn tặng một thị trấn quan trọng ở biên giới cho Thánh Giáo Đình, ngay cả tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy. Cậu Tiêu, chúng quá đáng thật rồi. Dù Tần Lương Ngọc có được giáo dục tốt đến mấy thì lúc này cũng tức đến đổi sắc, hai mắt như phun ra lửa. Chúng chẳng qua chỉ đang trao đổi lợi ích thôi, Thánh Giáo Đình phải chịu thiệt thòi nên mới tìm lợi ích ở phương diện khác bù vào, Thành Đại Phong chính là con bài giao dịch của chúng. Năm đó văn quan Bắc Tống chẳng phải cũng bán đứng Tống Huy Tông như vậy sao, Tiêu Chính Văn không hề bất ngờ khi được tin tức này. Dù sao bán nước cũng là hành vi bình thường của nhà họ Khổng, không bán nước ngược lại không phải là phong thái của nhà họ Khổng nữa. Cậu Tiêu, vậy chúng ta phải làm sao, Tần Lương Ngọc nghiến chặt răng, không cam lòng nói. Dù Tần Lương Ngọc có tan xương nát thịt cũng tuyệt đối không đồng ý điều kiện này của nhà họ Khổng. Thế này nhé. Chị thả tin tức ra làm rõ yêu cầu của nhà họ Khổng với thiên hạ, rồi nói thêm một câu, bây giờ Tiêu Chính Văn tôi cũng là người của Đông Vực, lẽ nào Đông Vực không nên ra mặt bảo vệ tôi sao? Tiêu Chính Văn vừa nói thế, Tần Lương Ngọc nhíu mày. Mặc dù Tiêu Chính Văn nói không sai nhưng từ trước đến giờ Tiêu Chính Văn không thể được xem là người của Đông Vực. Một mặt không được nhà họ Khổng chấp nhận, Đông Vực không thể thu nhận Tiêu Chính Văn. Mặt khác Tiêu Chính Văn trước giờ đều luôn đối đầu với các gia tộc lớn ở Đông Vực. Tình hình này mà sao họ có thể đứng ra lên tiếng cho Tiêu Chính Văn được? Mặc dù cảm thấy ngờ vực nhưng Tần Lương Ngọc vẫn bảo người công khai yêu cầu của nhà họ Khổng theo ý của Tiêu Chính Văn. Nói hay lắm, Đông Vực vốn dĩ là nơi ở của Hoa Quốc ngoài lãnh thổ, chỉ cần Tiêu Chính Văn là người của Hoa Quốc thì đã xem là con dân của Đông Vực rồi. Đúng thế. Lẽ nào Đông Vực còn sợ Thánh Giáo Đình và Vi Hào sao? Hừ, nếu chúng khai chiến với Đông Vực vì chuyện này thì tốt quá, kiếm của tôi chưa dính máu của Vi Hào 100 năm rồi. Thoáng chốc các tông môn lớn ở Đông Vực đều sắn tay áo lên. Ngay khi tin tức này truyền đến tai Điền Khải hơi sửng sốt. Hay lắm Tiêu Chính Văn, đúng là một mũi tên trúng hai con chim. Truyền tin tức nhà họ Khổng đe dọa Tần Lương Ngọc phải giao Thành Đại Phong ra ngoài. Nhà họ Khổng phải sẽ kiêng dè bị ô nhục danh tiếng, chắc chắn sẽ không phái cao thủ nhắm vào anh ta. Với thân phận của con dân Đông Vực, đoàn kết cả Đông Vực định ép chúng ta có tội bằng dư luận, Tiêu Chính Văn này quả nhiên không đơn giản. Chỉ tiếc là thời cuộc đã đến nước này, dư luận không thể thay đổi sự thật. Kế sách của chúng chắc chắn không thành công. Điền Khải cười mỉa một tiếng. Lúc Thanh Liên biết được tin tức này cũng thở dài nói, kế sách này của cậu Tiêu e là không thành rồi, người ở Đông Vực có thể lên tiếng vì cậu ta đều là một vài gia tộc và tông môn nhỏ. Không có thế lực nào ở Đông Vực lớn hơn nhà họ Khổng, loại trừ nhà họ Khổng thì ai còn dám lên tiếng vì cậu ta. Hơn nữa cứ như thế thì chắc chắn đang thừa nhận thế tử Thánh Giáo Đình là do cậu ta giết, đánh lén thế tử và người của cậu chủ cũng chính là Tiêu Chính Văn. Nói đến đây. Thanh Liên cũng nhanh chóng đứng lên chạy thẳng đến đế khư. Khi Thanh Liên đến nơi, ông Lão Thiên Tinh đã đến đế khư trước bà ta một bước. Cậu Tiêu, chuyện này không ổn, đây chẳng phải đang chuyển hướng thừa nhận hung thủ chính là cậu rồi sao? Nếu nói Tiêu Chính Văn không phải là hung thủ giết người thì cần Đông Vực bảo vệ anh sao? Hay nói cách khác mặc dù Tiêu Chính Văn có thể đoàn kết một bộ phận tông môn chủ ở Đông Vực, nhưng lại được một mất mười. Ngay khi Thanh Liên vừa dứt câu, không trung bỗng lóe lên ánh sáng bạc. Một chiếc gương vô cùng lớn chiếu trên bầu trời đế khư, phóng đại mọi thứ ở đây ra ngoài. Đồng thời cả thế giới, trong đó có cả thế tục đều thấy rõ mọi thứ trong đế khư thông qua chiếc gương này. Sau đó vô số bóng người lập tức bay đến bầu trời đế khư, thoáng chốc trên bầu trời toàn là người. Một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa bay đến, Điền Văn Tử Tốn bước ra khỏi xe ngựa. Kiêu ngạo nhìn xuống đế khư. Điền Khải cũng được một đám người vây quanh đi đến bầu trời đế khư, khinh thường liếc xéo đế khư. Các vị, không biết mấy người đến đông như vậy là có chuyện gì? Từ Huy Tổ lập tức siết chặt cây giáo bạc trong tay bước lên hư không, cách khoảng không nói với hai anh em Điền Văn. Bắt hung thủ, giải thích cho thiên hạ rõ. Điền Văn chắp một tay sau lưng, giọng điệu không cho phép nghi ngờ như đế vương. Hỗn láo! Long Hình và Lý Bạch cũng đồng loạt bước lên không trung, Thượng quan Uyển Nhi đích thân dẫn 3.000 ngự lâm quân tạo thành một bức tường người. Bảo Tiêu Chính Văn nhanh chóng đến đền tội, nếu không trận chiến hôm nay sẽ ngọc nát đá tan đấy, Điền Văn sát khí đằng đằng, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác đe dọa.
cậu chủ, cậu Tiêu không phải đầu sỏ đánh lén các cậu chủ chiến quốc. Vẻ mặt Thanh Liên lạnh như băng mở miệng nói. Ở thời khắc cực kỳ trọng yếu này, phủ thành chủ thành Thiên Đô vẫn đứng về phía Tiêu Chính Văn, giờ phút này, đám cao thủ của phủ thành chủ cũng đang trên đường tới Đế Khư. Nhưng lúc này, trên bầu trời Đế Khư đã có một đám cao thủ đứng đầy, cho dù là khí tức của đám người Tần Lương Ngọc cũng bị áp chế chặt chẽ. Ngay khi Thanh Liên vừa dứt lời, Tư Không Phàm bước về phía trước một bước, uy áp bao phủ quanh người, ngẩng đầu nhìn thiên kính trên đỉnh đầu, cười nhạt nói cậu ta có phải đầu sỏ hay không, không phải một mình cậu ta nói là được. Hơn nữa, bất kể cậu ta giải thích chuyện này thế nào cũng phải cho các thế lực một câu trả lời thỏa đáng, tôi nói không sai chứ, cậu Tiêu. Không chỉ Tư Không Phàm, ánh mắt hai anh em Điền Văn cũng lạnh như băng nhìn vào sâu trong Đế Khư. Tiêu Chính Văn bước ra khỏi sân nhà, đi tới đình nghỉ mát trên đỉnh núi, hai tỷ nữ thành Thiên Đô bên cạnh đã pha sẵn trà thơm cho Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nâng ly trà lên thưởng thức tỉ mỉ như không có chuyện gì xảy ra, tựa như bầu trời đông nghịt người cũng không liên quan gì đến anh. Trong tình huống binh đến tận cửa, Tiêu Chính Văn còn có thể bình tĩnh như vậy, ngay cả Điền Văn cũng không khỏi híp mắt lại, trong lòng âm thầm tán thưởng. Chuyện tới bây giờ, cậu Tiêu còn có thể thưởng thức tao nhã như thế, thật hiếm thấy, Điền Khải cười nhạt nói. Mỗi một cử động của Tiêu Chính Văn hôm nay, trong mắt hắn chẳng qua là đang giả vờ phô trương mà thôi, hơn nữa, đây cũng là rất bất kính đối với người như họ. Không những không mang đến cho Tiêu Chính Văn bất kỳ điều gì tốt, ngược lại còn chọc giận tất cả mọi người ở đây. Dẫu sao địa vị của họ cao siêu, mà hôm nay, Tiêu Chính Văn lại dùng thái độ thế này để đón tiếp họ, ngay cả trong mắt hộ vệ cạnh họ cũng tỏa ra sát khí. Tiêu Chính Văn, cậu thật to gan, ở trước mặt hai cậu chủ mà cậu còn dám khinh nhờn như vậy. Tư Không Phàm ở trên không lạnh lùng quát một câu. Ông ta vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn chậm rãi đặt ly trà xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Tư Không Phàm, chỉ về phía ông ta nói, lát nữa, ông sẽ chết. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, mọi người ở đó đều giật nảy mình, ngay cả Thanh Liên cũng bị lời nói này của Tiêu Chính Văn làm cho sửng sốt. Tư Không Phàm là nhân vật lớn từ chiến trường vùng ngoài vũ trụ trở về, câu nói này của Tiêu Chính Văn quả là hơi quá. Cho dù là phủ thành chủ Thiên Đô cũng chưa chắc dám vô lễ với Tư Không Phàm như vậy. Cậu Tiêu, không đợi Thanh Liên mở lời, Tiêu Chính Văn khoát tay, tỏ ý Thanh Liên không cần phải nói tiếp nữa. Giờ khắc này, xuyên qua thiên kính, gần như tất cả mọi người đều nghe được Tiêu Chính Văn vừa nói ông sẽ chết, thấy cảnh này, không ít tông môn thành Thiên Đô và thành Đại Phong cũng bị dọa sợ đứng chết chân tại chỗ. Cậu Tiêu nói gì, Tư Không Phàm sẽ chết. Chuyện này rõ ràng là đang gây sự với Điền Văn. Người này chính là thị vệ của cậu Điền Văn từ lâu, hơn nữa lần này trở về từ chiến trường vùng ngoài vũ trụ, là vì bảo vệ Điền Văn. Ông ta là cao thủ đế cảnh cấp 9 đó, cậu Tiêu nói lời này đúng là hơi quá. Không ít người đều lau mồ hôi thay Tiêu Chính Văn, đừng nói Tiêu Chính Văn cho dù Ngụy Vinh Kỳ cũng không dám nói ra lời huênh hoang như thế. Giết Tư Không Phàm chẳng khác nào khai chiến với đất Tề. Ngụy Vinh Kỳ cũng không có gan ra tay với Tư Không Phàm. Tư Không Phàm trên không trung nghe thấy lời nói của Tiêu Chính Văn, vẻ mặt hơi đanh lại, trong mắt lập tức tràn đầy sát khí ngút trời. Phải biết rằng, tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây đều sẽ truyền tới mỗi một ngóc ngách trên thế giới thông qua trận pháp thiên kính. Lời Tiêu Chính Văn vừa nói tương đương với việc giáng cho ông ta một bạt tai ngay trước thiên hạ, trước mặt mọi người. Tư Không Phàm chưa kịp ra tay, Điền Văn đã lạnh lùng nói, lui ra. Tư Không Phàm nghiến răng vô cùng không cam lòng, nhưng bất kể nội tâm ông ta tức giận bao nhiêu, ông ta vẫn phải nghe lời Điền Văn, vì vậy không thể làm gì khác hơn là lui về sau nửa bước, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, chuẩn bị cho Tiêu Chính Văn một đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Điền Văn không để ý tới Tư Không Phàm, mà chắp tay sau lưng, cười khẩy lên tiếng, ngày đó, anh bị một mình Hòa Thượng Tanaka đuổi ra khỏi thành Minh Nguyệt. Hôm nay thấy chúng tôi lại giả vờ bình tĩnh, sao thế, cảm thấy nơi này là sân nhà của anh à? Bất kể nơi đây có bao nhiêu người thế tục, chỉ cần anh dám phản kháng thì tôi sẽ không ngại khiến bọn họ hóa thành cho bụi trong chớp nhoáng. Tiêu Chính Văn chỉ cười nhạt nói, không, anh sẽ không làm như vậy, hơn nữa, câu tôi vừa nói không phải là đang đùa giỡn với các người. Tôi chưa bao giờ đùa với kẻ địch, mặt Điền Khải đầy vẻ mất kiên nhẫn nói, đừng nghe anh ta ba hoa mồm mép nữa. Bắt anh ta lại. Từ lúc họ lên đường tới Đế Khư,
có thể nói số mạng của Tiêu Chính Văn đã được xác định, bất kể Tiêu Chính Văn tình nguyện hay không, cũng phải làm kẻ gánh tội thay. Tiêu Chính Văn, anh thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nếu muốn các tông môn đông vực bảo vệ anh thì nói cách khác, anh đã thừa nhận tên đầu sỏ đánh lén chúng tôi ở núi Bách Long và biển sao trời chính là anh. Điền Văn cố ý chất vấn Tiêu Chính Văn ngay trước mặt mọi người. Không sai, bây giờ tượng rồng vàng đang trong tay tôi, vậy thì sao? Tiêu Chính Văn thản nhiên gật đầu nói. Dù Tiêu Chính Văn công khai gật đầu thừa nhận, người đánh lén bốn cậu chủ chiến quốc và một đám thế tử chính là mình, thì căn bản không ai tin. Lúc trước ai ai cũng biết chuyện Tiêu Chính Văn bị thương nặng, giờ Tiêu Chính Văn chủ động thừa nhận, trong mắt những người khác, họ càng cảm thấy đây là hành động bất đắc dĩ hơn. Giờ phút này, trước cảnh quân binh tập kết trước cửa, Tiêu Chính Văn thừa nhận hay không còn có ý nghĩa sao? Được, dám làm dám chịu, không tệ, Điền Khải cười nhạt, hắn cũng không ngờ, không cần uy hiếp mà Tiêu Chính Văn lại chủ động nhận tội, điều này cũng giúp họ tiết kiệm không ít phiền toái. Chẳng qua chúng ta đều là con cháu Hoa Quốc, dù người đánh lén thật sự là tôi, không phải các người cũng nên dốc sức bảo vệ tôi sao? Nói cách khác, dù là Vi Hào hay Thánh Giáo Đình cũng không phải là người Hoa Quốc. Mà các người không chỉ muốn giao tôi cho Thánh Giáo Đình, còn muốn nhân đó giao Thành Đại Phong cho Thánh Giáo Đình, các người có biết thế này đồng nghĩa với bán nước không? Tiêu Chính Văn vừa nói ra, sắc mặt Điền Văn u ám trong nháy mắt. Tiêu Chính Văn, việc đã đến nước này, nói nhiều cũng vậy thôi, gạt bỏ trò lừa bịp của anh đi. Chuyện bán đứng Thành Đại Phong lan truyền đã khiến cả thành dậy sóng, các tông môn lớn khắp đông vực đều lên án. Bây giờ dưới thiên kính, Tiêu Chính Văn lại nói rõ chuyện này ra càng làm cho mặt mũi Điền Văn mất sạch. Nhà họ Khổng cũng có một quy định bất thành văn, bán nước thì có thể, nhưng phải bán sau lưng, ngoài mặt vẫn cần phải có đạo đức hàng đầu, chèn ép những trung thần lương tướng. Nhưng chuyện bán đứng Thành Đại Phong, bất kể thế nào cũng là anh em Điền Văn và người nhà họ Khổng chịu thua thiệt, tương đương với xác thực thân phận giặc bán nước của họ. Đây cũng không phải chuyện gì tốt đẹp với Điền Văn. Lỡ như danh vọng của hắn bị đạp xuống vì chuyện này, rất có thể nhà họ Khổng sẽ bỏ rơi hắn, nâng đỡ Điền Khải. Nghĩ tới đây, Điền Văn bước về phía trước một bước, lạnh lùng nói, vùng ngoài lãnh thổ vốn không phân chia quốc gia, vả lại, các người cũng không phải người đông vực. Thậm chí có thể nói không khoa trương chút nào, các người vô lễ xâm chiếm thánh địa đông vực vốn là tội nhân của đông vực. Hơn nữa, ai cho phép người trong thế tục chiếm cứ đế khư? Một câu nói của Điền Văn đã quy chụp Tiêu Chính Văn thành kẻ xâm chiếm bất hợp pháp. Đồng thời, lại dựa vào thân phận cậu chủ chiến quốc báo cho thiên hạ biết, không phải bản thân hắn không niệm tình đồng bào mà là Tiêu Chính Văn có lỗi trước. Thế thì chẳng khác nào đi trước Tiêu Chính Văn một bước, đứng trên đỉnh đạo đức. Dẫu sao toàn bộ đông vực đều là tông môn và thế gia tới từ Hoa Quốc. Nếu Tiêu Chính Văn và Điện Thần Long cũng được xem như tông môn của đông vực, thì bất kể là nhà họ Khổng, anh em Điền Văn, hay đám người Ngụy Vinh Kỳ, đều chỉ có thể bất chấp tất cả bảo vệ Tiêu Chính Văn. Nếu không mặt mũi bốn cậu chủ chiến quốc như họ biết để vào đâu. Ồ, đế khư vốn là đất vô chủ, vì sao Điện Thần Long chúng tôi không thể tới? Và lại, đông vực rộng lớn như thế, sao anh có thể đại diện cho đông vực được? Tiêu Chính Văn lạnh lùng trả đũa. Dĩ nhiên cậu ấy có thể đại diện đông vực, lúc này... Một người đàn ông trung niên ăn mặc như nho sinh bước ra khỏi đám người, tu vi của người này cũng là cảnh giới đế quân. Hơn nữa, ông ta chính là viện trưởng phân viện Bắc Bộ của Tề Thiên Thư Viện. Trước hết cậu xâm chiếm thánh địa, lại làm thế tử đông vực bị thương, tạo nghiệp ngút trời, nếu nói phản quốc, theo tôi thấy cậu mới kẻ địch sống còn của con cháu Hoa Quốc. Phương Tử Tần cũng bước ra từ trong đám người lạnh lùng mắng nhiếc. Hai người họ liên tiếp lên tiếng cũng đã đại diện cho thái độ của nhà họ Khổng, trong tình hình này, nhìn khắp đông vực còn ai nói giúp Tiêu Chính Văn nửa lời. Tiêu Chính Văn, muốn trách chỉ có thể trách anh tạo nghiệp quá nặng, đắc tội với tất cả mọi người thiên hạ, bây giờ, thậm chí ngay cả bọn họ cũng không muốn bảo vệ anh. Điền Khải cười nhạt, trên mặt đầy vẻ đắc ý. Tiêu Chính Văn, thật ra ban đầu, tôi thật lòng muốn làm đồng minh với anh. Đáng tiếc anh lại vì một người bình thường trong thế tục mà đã bỏ qua cơ hội này. Dù vậy, tôi vẫn hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn, nhưng anh lại u mê không tỉnh ngộ, cố chấp đánh lén chúng tôi, thậm chí còn ra tay tập kích giết thế tử Thánh Giáo Đình. Chúng tôi cũng là vì làm dịu cơn giận của Thánh Giáo Đình mới bất đắc dĩ nhường lại Thành Đại Phong cho Thánh Giáo Đình.
Dù gì chúng tôi cũng không muốn trơ mắt nhìn các đại tông môn đông vực máu chảy thành sông. Mà tên đầu sỏ Tiêu Chính Văn anh chẳng lẽ không nên trả giá cho chuyện này sao? Điền Văn lại dùng dáng vẻ trách trời thương dân, đứng trên đỉnh đạo đức, đẩy tất cả tội vạ lên người Tiêu Chính Văn. Còn bản thân hắn lại xuất hiện trước mặt dân chúng như một đấng cứu thế. Tôi nghĩ lát nữa anh sẽ phải đổi giọng, thậm chí sẽ quỳ xuống cầu xin tôi, Tiêu Chính Văn khẽ mỉm cười, căn bản không hề giải thích. Láo xược, bắt hắn lại cho tôi. Trên bầu trời, áp lực cái thế bao phủ, Khổng Tề Thiên không đợi Điền Văn mở miệng đã bước ra khỏi đám người. Ngay sau đó, một đóa sen vàng nhô lên cao, Hòa Thượng Tanaka cũng đích thân đến. Nội tình chuyện này gần như ai ai cũng biết, rõ ràng là đám người Điền Văn và nhà họ Khổng bày mưu giao Tiêu Chính Văn cho Thánh Giáo Đình như kẻ chịu tội thay. Không phiền mọi người ra tay, để tôi đích thân xử lý hắn. Hòa Thượng Tanaka đã sớm ôm cục tức, thật ra ông ta đã biết từ lâu, ai mới thật sự là người mặc đồ đen, nhưng ông ta lại không thể ra tay đánh người áo đen ngay trước mặt mọi người. Hôm nay đã có Tiêu Chính Văn là kẻ thế tội, vừa hay có thể giải tỏa mối hận trong lòng ông ta. Điền Văn chậm rãi quay đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn Hòa Thượng Tanaka. Đúng là tiết mục này phải để ông ta diễn, dẫu sao người khác ra tay cũng danh bất chính ngôn bất thuận. Suy cho cùng, Thánh Giáo Đình đã có người chết, mặc dù Hòa Thượng Tanaka không phải là người của Thánh Giáo Đình, nhưng vẫn luôn có mối quan hệ tốt với Thánh Giáo Đình, giờ phút này, hoàn toàn có thể đại diện Thánh Giáo Đình ra tay với Tiêu Chính Văn. Tôi nghe nói, cậu đã thừa nhận cậu giết Thế tử Thánh Giáo Đình. Hòa Thượng Tanaka lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, trầm giọng chất vấn. Không sai, là tôi. Ông hỏi thế hơi thừa nhỉ, dù tôi không thừa nhận thì có ích gì không? Tôi cũng không phải kẻ ngốc, với cục diện trước mắt, tôi nhận hay không nhận, có khác gì nhau sao? Tiêu Chính Văn dứt lời, tất cả mọi người ở đó đều trầm mặc hồi lâu. Sự thật thế nào, không chỉ trong lòng đám người Điền Văn biết rõ, tất cả mọi người trong thiên hạ cũng thấy rõ mồn một. Điền Văn và nhà họ Khổng dẫn quân đến tận cửa, khí thế như gió thổi mây vần, Tiêu Chính Văn thừa nhận hay không đã không quan trọng nữa. Thật là đáng ghê tởm, Thanh Liên nghiến răng nghiến lợi, chỉ tay vào đám người Điền Văn, tức giận mắng một câu. Hừ, đổi trắng thay đen là vở kịch hay của đám hèn hạ các người. Năm đó, có bao nhiêu người cũng từng lĩnh giáo thủ đoạn bỉ ổi này. Tôi nghĩ, chắc là toàn bộ đông vực không chỉ có một mình tôi nhỉ. Giờ phút này, Tần Lương Ngọc cũng lớn tiếng châm biếm. Đúng vậy, từ thời Đại Tần tới nay, bao nhiêu trung thần nghĩa sĩ đều bị môn đồ nhà họ Khổng hãm hại bằng cùng một phương thức. Nhạc Phi như vậy, Tô Định Phương cũng như thế. Giờ phút này, Tần Lương Ngọc đã vô cùng thất vọng về đám người Điền Văn, càng cảm thấy những gì nhà họ Khổng là vô liêm sỉ. Bà ta vốn cho rằng, thân là bốn cậu chủ chiến quốc vang danh khắp thiên hạ, nói thế nào đi nữa cũng có ranh giới cuối cùng trong việc đối nhân xử thế. Nhưng hôm nay xem ra, những người này đâu còn ranh giới gì đáng nói. Tần Lương Ngọc, chuyện này không liên quan đến thành đại phong của các người. Tôi khuyên bà một câu, tốt nhất đừng lắm mồm lắm miệng, sắc mặt Điền Văn u ám, lạnh lùng cảnh cáo. Mỗi việc họ làm đã xấu xa tới cùng cực, bây giờ càng không hy vọng bị Tần Lương Ngọc vạch trần. Có một số việc tự lòng người hiểu rõ, những người hiểu biết trong thiên hạ cũng không ngốc, dĩ nhiên có thể nhận ra Tiêu Chính Văn bị oan. Nhưng vấn đề là chuyện này tuyệt đối không thể nói công khai được, nếu không, chẳng khác nào vạch trần tội lỗi của nhà họ Khổng, còn vả vào mặt Điền Văn ngay trước mặt mọi người. Làm cũng đã làm rồi, còn sợ người khác nói à? Quả là nực cười, ai cũng nói Điền Văn cậu nghĩa khí ngút trời, giờ xem ra, đó chẳng qua là mấy lời đồn thổi mà thôi. So với nhà họ Khổng, Điền Văn cậu cũng chưa chắc tốt hơn điểm nào. Vì tư lợi của mình, lại không màng sự thật. Không chỉ mưu hại cậu Tiêu, còn ỷ đông hiếp yếu, đây chính là phong cách làm việc của các cậu chủ chiến quốc sao. Hôm nay Tần Lương Ngọc tôi cũng xem như đã được lĩnh giáo nhân phẩm thật sự của các người rồi. Tần Lương Ngọc giễu cợt không chút khách khí. Điền Văn bị câu nói của Tần Lương Ngọc chọc giận, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh. Chuyện này đúng là hắn đối lý, thậm chí bị Tần Lương Ngọc chế giễu như vậy ngay trước mặt mọi người, lại hoàn toàn không dám làm gì. Chỉ cần Điền Văn dám ra tay với Tần Lương Ngọc thì không chỉ nhà họ Khổng mà ngay cả Điền Văn cũng sẽ đối đầu với cả thiên hạ. Hơn nữa, sau chuyện hôm nay, dù người khác có thế nào thì e là thanh danh của Điền Văn sẽ hoàn toàn mang tiếng xấu. Thật ra bốn cậu chủ chiến quốc có thể có địa vị hôm nay,
danh tiếng mới là cực kỳ trọng yếu, vì vậy, ngay cả người có tính cách cao ngạo như Ngụy Vinh Kỳ cũng hết sức để ý danh tiếng của mình. Hừ, đừng nhiều lời, nếu bản thân cậu ta đã thừa nhận rồi thì còn gì để nói nữa, bắt cậu ta lại là được. Dứt lời, Hòa thượng Tanaka lập tức bước về phía Tiêu Chính Văn. Từ đầu đến cuối Tiêu Chính Văn không nói một lời nào, vẫn nhàn nhã uống trà, dù thấy Hòa thượng Tanaka đi đến chỗ mình, anh cũng không quan tâm, vẫn tự nhiên nhấp ngụm trà. Đến khi Hòa thượng Tanaka đi đến bên cạnh đình nghỉ mát, Tiêu Chính Văn mới lạnh lùng nói, ông nhớ những lời tôi đã nói trước khi đi khỏi thành Minh Nguyệt chứ. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn Hòa thượng Tanaka. Hòa thượng Tanaka dừng bước, cảm nhận được một chút khác thường theo bản năng. Sở dĩ ông ta chưa ra tay với Tiêu Chính Văn là muốn để Tiêu Chính Văn mất sạch mặt mũi trước mặt mọi người, sau đó dẫn Tiêu Chính Văn về Thánh Giáo Đình. Nhưng lúc này vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Chính Văn và ánh mắt anh nhìn ông ta cũng vô cùng bình thản như thể không thèm để tâm đến ông ta. Dù đám người Điền Văn cũng không dám khinh thường ông ta như thế. Hơn nữa bây giờ Tiêu Chính Văn không chỉ đối mặt với một mình ông ta mà là cả nhà họ Khổng và hai cậu chủ của Điền Tề. Cho dù có thế nào Tiêu Chính Văn cũng không thể bình chân như vậy như vậy. Nhất là ông ta nhìn thấy được sự tự tin tuyệt đối từ trong ánh mắt Tiêu Chính Văn, không hề sợ hãi, điểm này lại càng khác thường. Nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu ông ta, ngay sau đó Hòa thượng Tanaka sải bước đi thẳng đến đình nghỉ mát. Khoan đã! Đúng lúc này một giọng nói bỗng vang lên từ trên trời, ngay sau đó một luồng sáng chiếu đến. Khoan hãy ra tay. Sau một tiếng gào lên, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo giáo màu bạc, tóc xóa tung, cả người dính đầy máu bước đến. Caius, Điền Văn ngờ vực nhìn Caius, nhìn bộ dáng của gã chắc hẳn vừa trải qua một trận chiến lớn, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Xảy ra chuyện lớn rồi, Thành Minh Nguyệt thất thủ rồi. Không hề nhìn thấy sự bình tĩnh nào trên gương mặt Caius cả, thay vào đó chỉ có hoảng sợ và bất an. Phía sau gã còn có bốn giáo chủ áo đỏ đã bị thương nặng, đang thở hổn hển. Cái gì? Nghe Caius nói thế, mọi người đều sững sờ. Thành Minh Nguyệt thất thủ rồi. Caius, cậu vừa nói gì? Hòa thượng Tanaka nghi ngờ nhìn Caius. Thành Minh Nguyệt đã thất thủ rồi, hơn nữa âm khí ở đó rất nặng. Nghe nói âm tào địa phủ sắp trồi lên mặt đất rồi. Caius nghĩ đến mà sợ nói. Nghe nói thế, đám người Điền Văn sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Thành Minh Nguyệt đã bị âm phủ tấn công. Sao có thể chứ, âm tào địa phủ không phải chỉ là truyền thuyết mà là có thật. Thế giới này không chỉ có rồng mà còn có ma quỷ. Nhưng cả hàng ngàn năm, mọi người đều đang cố gắng phong tỏa hết mọi tin tức về âm phủ. Có thể nói đây là bí mật tuyệt đối không được lưu truyền từ thời Tiên Tần. Âm phủ đáng sợ thế nào thì những người đến từ thời kỳ chiến quốc như anh em Điền Văn biết rất rõ. Lúc âm phủ nổi lên mặt đất nhân gian, cảnh tượng đó đáng sợ lắm. Năm đó nước Tề không chiến mà bại, nguyên nhân là ở Lâm Chi xuất hiện âm khí của địa phủ, hơn nữa hàng chục ngàn người dân Lâm Chi chết thảm chỉ trong một đêm. Nước Tề vốn định mượn tay âm phủ để tiêu diệt Đại Tần nhưng không ngờ các thuật sĩ của nước Tần lại phong ấn âm phủ. Mà nước Tề cũng trở thành trò cười trong bảy anh hùng chiến quốc. Năm đó người đưa ra kế hoạch cho nước Tề chính là Điền Văn. Bây giờ hắn lại lần nữa nghe được hai chữ âm phủ, trong lòng đã hết sức rối bời. Ngay lúc này tin tức Thành Minh Nguyệt bị tấn công thất thủ trước đó truyền đến như bông tuyết. Hầu hết các thế lực đều nhận được cùng một tin tức. Không ít tông môn trong Thành Minh Nguyệt đều tổn thất nghiêm trọng. Bây giờ Thành Minh Nguyệt không chỉ bị xâm chiếm mà còn rơi vào địa ngục trần gian. Chẳng qua trước khi Caius đến, mọi người đều đang quan tâm đến tình hình bên đế khư, tập trung vào Tiêu Chính Văn nên không ai để ý đến động thái bên Thành Minh Nguyệt. Nhưng lúc này khi mọi người bỗng thức tỉnh, mọi chuyện đã muộn màng rồi. Hay nói cách khác dù lúc này họ nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề cũng đã không còn sức cứu vãn. Hachiki Orochi đã chiến đấu gian khổ, 14 giáo chủ áo đỏ của Thánh Giáo Đình đều bị mắc kẹt trong Thành Minh Nguyệt. Còn Tử Cống, Tử Dư, Tử Chi và Tử Bình cũng dấn thân vào trận chiến. Bốn học trò của Khổng Khưu đều bị vây ở Thành Minh Nguyệt. Mỗi một câu của Caius đều nổ vang trong đầu tất cả mọi người như sấm chớp. Điều này có nghĩa là ngay cả nhà họ Khổng cũng bị kéo vào.
nhưng căn cơ của nhà họ Khổng lại ở Đông Vực, không thể nào vô cớ bị quấn vào trong chuyện này được. Trừ khi thế lực đó đủ khiến nhà họ Khổng ra tay can thiệp vào. Trước khi đến, ông Tử Dư đã bảo người đến chiến trường ngoài vũ trụ mời cứu viện rồi. Một học giả nhà họ Khổng đứng đằng sau Khổng Tề Thiên vội vã báo. Nghe thế, sắc mặt Khổng Tề Thiên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì? Sao có thể? Trước khi đi ông Tử Dư đã dặn nhất định phải thuyết phục Tiêu Chính Văn giúp đỡ, hơn nữa lúc cần thiết thế nào? Khổng Tề Thiên híp mắt quay sang nhìn học giả đó. Lúc cần thiết có thể cầu xin anh ta giúp, học giả đó vội đáp. Không đợi Khổng Tề Thiên lên tiếng, học giả nói tiếp, đây là ý của Thiên Đạo Minh Ước, nhà họ Khổng chúng ta phải nghe theo vô điều kiện, nếu không Thiên Đạo Minh Ước sẽ đích thân tiêu diệt cả nhà họ Khổng. Vừa nghe nói thế Khổng Tề Thiên không khỏi hít khí lạnh. Đây là lần đầu tiên Thiên Đạo Minh Ước nói mấy lời có tính uy hiếp với nhà họ Khổng. Có thể thấy ngay cả Thiên Đạo Minh Ước cũng cực kỳ xem trọng chuyện này. Cùng lúc đó Khổng Tề Thiên cũng nhìn về phía Phương Tử Tấn bên cạnh, lúc này sắc mặt Phương Tử Tấn cũng cực kỳ khó coi. Mà sắc mặt Điền Văn đứng phía trước mọi người cũng u ám đến cực điểm. Lẽ nào cậu cũng, Điền Văn nghiến răng, sắc mặt u ám gật đầu, bên phía đất tề cũng đã nhận được lệnh. Nhưng, chuyện này có liên quan gì đến Tiêu Chính Văn, cuối cùng vẫn là Hòa Thượng Tanaka lên tiếng hỏi thắc mắc của mình đầu tiên. Âm phủ xuất thế mặc dù là chuyện lớn của ngoài lãnh thổ nhưng ông ta không hiểu Tiêu Chính Văn chỉ là một tiểu bối đến từ thế tục, dựa vào đâu mà khiến Thiên Đạo Minh Ước quan tâm đến cậu ta như thế. Thậm chí lãnh đạo cấp cao của Thiên Đạo Minh Ước còn bí mật ra lệnh cho mọi người phải mời Tiêu Chính Văn ra mặt, cho dù phải trả bất kỳ giá nào, người nào dám vi phạm sẽ bị giết. Từ khi đến ngoài lãnh thổ vào hàng ngàn năm trước, Hòa Thượng Tanaka chưa từng nghe nói Thiên Đạo Minh Ước để tâm đặc biệt đến người nào, càng chưa từng nghe nói muốn các thế lực lớn cúi đầu vì một nhân vật nhỏ bé. Vì chỉ có người nhà họ Trương mới biết làm sao rời Long Mạch về lại thành Minh Nguyệt, cũng chỉ có Long Mạch của Hoa Quốc mới có thể trấn giữ âm phủ. Khi nói ra mấy lời này, gương mặt Chaos đều méo mó, gã chỉ muốn dùng một cú đấm để đánh chết Hòa Thượng Tanaka này. Nếu không phải do ông ta đuổi Tiêu Chính Văn ra khỏi thành Minh Nguyệt thì sao nhà họ Trương lại đưa Long Mạch theo cùng? Lần này thương vong của giáo Thánh Đình có hơn một nửa đều tính trên đầu Hòa Thượng Tanaka. Cái gì? Nghe nói thế, Hòa Thượng Tanaka thấy ớn lạnh, nhìn Chaos bằng ánh mắt không dám tin. Trước đó ông ta vẫn còn muốn đến bắt Tiêu Chính Văn, nhưng chớp nhoáng đã phải quay lại cầu xin người ta. Dù Hòa Thượng Tanaka sống đến hàng ngàn tuổi rồi nhưng bị đối diện với sự thay đổi lớn như vậy cũng không kịp hoàn hồn, quan trọng hơn là ông ta không làm được. Thấy Hòa Thượng Tanaka lộ ra vẻ không cam lòng, Chaos nói, đây không phải là ý của Thánh Giáo Đình mà là ý của Thiên Đạo Minh Ước. Bất kỳ ai chỉ cần ngăn cản chuyện này đều bị giết. Hơn nữa các thế lực Tây Vực đều đã lên tiếng, nếu không thể mời được Tiêu Chính Văn thì ông tự lãnh hậu quả ở đây. Cái gì, nghe xong Hòa Thượng Tanaka cảm thấy cả người không thoải mái, lỗi cũng không phải do một mình ông ta gây ra, dựa vào đâu mà đẩy hết trách nhiệm lên đầu ông ta. Thế tử, tại sao lại bắt tôi chịu hết mọi trách nhiệm? Hơn nữa Tiêu Chính Văn có quay lại hay không liên quan gì đến tôi? Hòa Thượng Tanaka nổi giận, quay sang gào mồm lên với Chaos. Hòa Thượng, hôm đó chính ông đã đuổi mấy người Tiêu Chính Văn ra khỏi thành Minh Nguyệt. Ông không quên đó chứ, Chaos cũng không khách sáo lạnh lùng đáp lại. Chuyện này, Hòa Thượng Chaos quay đầu lại nhìn Điền Khải, không đợi ông ta lên tiếng, Điền Khải nói trước, Hòa Thượng, thời gian cấp bách, giờ ở thành Minh Nguyệt mỗi một giây đều đang có người chết. Điền Khải nói thế, Hòa Thượng Tanaka suýt nữa tức đến mức bùng nổ. Ban đầu là Điền Khải nhờ vào các mối quan hệ mới thuyết phục được ông ta ra mặt đối phó với Tiêu Chính Văn, giờ lại xóa sạch quan hệ. Hòa Thượng Tanaka, mong ông có thể hiểu, nếu thành Minh Nguyệt bị âm phủ xâm lấn thì cả Tây Vực đều không bảo vệ được, đến lúc đó lỡ đâu chiến trường ngoài lãnh thổ xảy ra sơ suất gì, đừng nói là tôi hay ông mà cả Tây Vực đều bị xóa sổ. Bên nào nhẹ bên nào nặng, tôi tin tôi tự biết rõ. Chaos nói, cùng lúc đó đám người Điền Văn cũng nhận được tin tức Thiên Đạo Minh Ước ra lệnh không tiếc bất kỳ giá nào phải mời Tiêu Chính Văn xuống núi. Ai cũng chẳng phải kẻ ngốc. Người nhà họ Trương đi theo Tiêu Chính Văn về đế khư, muốn cởi trói phải tìm người buộc dây.
Nói cách khác chỉ cần người nhà họ Trương quay lại thành Minh Nguyệt thì chuyện này sẽ được giải quyết nhanh chóng, nhưng cái khó là ai mà không biết quan hệ giữa nhà họ Trương và Tiêu Chính Văn. Thế nên mệnh lệnh này của Thiên Đạo Minh Ước thật ra vừa có liên quan đến Tiêu Chính Văn mà cũng vừa không liên quan đến anh, quan trọng là thái độ của người nhà họ Trương. Hơn nữa ngay cả đám người Hachiki Orochi và Tử Khống cũng đã chạy đến thành Minh Nguyệt để chi viện rồi, Thánh Giáo Đình đã cử ra 14 giáo chủ áo đỏ. Tính nghiêm trọng của chuyện này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Điền Văn nhíu mày trầm tư hồi lâu, trong đầu bỗng lóe lên tia sáng. Sở dĩ nhà họ Trương lại có một nhánh được phái đến thành Minh Nguyệt là vì vừa trấn giữ phần mộ của Long tộc, vừa mang một long mạch đến thành Minh Nguyệt. Mà long mạch có tác dụng trấn giữ vật có tà khí nên những người ở Tây Vực mới nhẫn nhịn cho người nhà họ Trương sinh sống ở thành Minh Nguyệt, thậm chí mặc do nhà họ Trương làm gì cũng được. Nếu không, các thế lực ở Tây Vực sao lại có thể chấp nhận nhà họ Trương? Nhưng sau khi đa số những người lão làng đến chiến trường ngoài vũ trụ thì chuyện liên quan đến long mạch cũng ít người biết đến. Dù có người biết đến long mạch cũng chỉ biết đại khái không cụ thể tác dụng lớn nhất của long mạch đó là trấn giữ âm phủ. Ngay cả Điền Văn và Điền Khải cũng bỏ qua chuyện này trước khi đến, nhưng bây giờ âm phủ đột nhiên tấn công, còn có khuynh hướng xông vào thế giới mặt đất, bản chất của vấn đề đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này, Điền Văn không cam lòng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, bây giờ cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Tiêu Chính Văn lại có thể bình tĩnh như vậy. Lúc này, dù là đám người Điền Văn cũng không dám xúc phạm Tiêu Chính Văn, thay vào đó họ sẽ nhỏ giọng cầu xin anh. Dù sao chính anh đã đưa người nhà họ Trương về đế khư, thậm chí có khả năng cao là nhà họ Trương đã gia nhập vào Điện Thần Long. Lúc đầu, không ai coi trọng gia tộc suy tàn này, càng không xem Trương Việt ra gì. Nhưng bây giờ lại trở thành con bài thương lượng có trọng lượng nhất trong tay Tiêu Chính Văn. Sắc mặt hòa thượng Tanaka hết sức khó coi, liếc nhìn Tiêu Chính Văn, vừa rồi còn lớn lối đưa Tiêu Chính Văn vào chỗ chết, trong thoáng chốc lại phải đi cầu xin anh, Tiêu Chính Văn dễ nói chuyện vậy sao? Cho dù Tiêu Chính Văn có thể không tính toán chuyện trước đó, nhưng thể diện của ông ta phải để ở đâu? Cố chấp không buông. Thấy hòa thượng Tanaka còn đang do dự, Kaius hừ một tiếng. Tiến lên một bước, cúi đầu nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, tôi thay mặt mọi người xin lỗi anh. Thật ra, ai có mắt cũng đều cũng có thể thấy anh có phải là thủ phạm hay không. Khi Kaius nói điều này, gã đã lập tức vạch trần những lời nói dối của đám người Điền Văn. Sắc mặt anh em Điền Văn cũng trở nên xấu xí. Cậu Tiêu, mặc dù giữa cậu và tôi có chút hiểu lầm nhưng đại cục đang bị đe dọa. Nên tôi mong cậu Tiêu có thể để tâm đến tình hình chung và đặt ân oán cá nhân sang một bên trước. Hòa thượng Tanaka đỏ mặt, mỉm cười nói với Tiêu Chính Văn. Đại cục, Tiêu Chính Văn cười nhạo, từ tốn rót một tách trà rồi thưởng thức. Tôi lại muốn hỏi các người, thế nào gọi là để tâm đến đại cục? Nghe Tiêu Chính Văn nói thế, sắc mặt của những người có mặt ở đó lập tức trở nên vô cùng khó coi. Lúc này bên ngoài đã sôi nổi bàn tán về chuyện này. Mẹ kiếp, hòa thượng cái quái gì chứ, tôi thấy ông ta là một lão già không biết xấu hổ. Mặt dày như vậy chắc là được luyện chế từ vàng nhi. Vừa rồi còn muốn giết người ta, bây giờ lại bảo người ta tập trung vào đại cục, tôi khinh. Nhất là Hoa Quốc ở thế tục càng tức giận lớn tiếng mắng. Mới vài phút trước, thông qua thiên kinh họ có thể nhìn thấy rõ đám người Điền Văn đều kiêu ngạo chỉ trích dù không biết đối phương có tội hay không. Thoáng chốc đã mặt dày bảo Tiểu Chính Văn ra mặt giải quyết vấn đề của họ. Xem ra những người ở ngoài lãnh thổ này đúng là không hề có lòng tự trọng. Hừ, lần này chúng ta xem như đã thấy Khổng Thánh Nhân và đệ tử của Thánh Nhân như thế nào, quả nhiên là siêu phàm, chỉ với ra mặt dày này, tám đời chúng ta cũng không sánh được. Tôi khinh, Thánh Nhân cái quần què gì, mấy tên họ Khổng đừng có mà làm dơ bẩn hai từ đó. Người nhà họ Khổng còn chẳng bằng con chó. Lúc này không chỉ có người của Hoa Quốc ở thế tục đang lớn tiếng mắng chửi, mà tiếng mắng chửi của người ở thành Thiên Đô và thành Đại Phong cũng sắp xuyên thủng bầu trời. Ông nội, cháu đã nói rồi mà, họ mà là cậu chủ chiến quốc gì chứ, mặt ai cũng dày hơn tường thành, nếu gả cho người như họ thì thà chết còn hơn. Huệ Ngân Nhi khinh thường nói với Thiên Quỳnh Tử. Con bé này, đừng nói bậy, lúc này Thiên Quỳnh Tử không biết nên giải thích như thế nào. Lúc đầu chẳng phải ông nói Khổng Thánh Nhân tài cao đức độ, đệ tử của ông ta đều là người tài đức sao?
nhưng cháu thấy đức hạnh của họ không bằng Tiểu Bạch mà cháu nuôi nữa. Nói rồi Huệ Ngân Nhi vẫy tay, một con cún lông trắng sủa vang rồi chạy về phía cô ta. Thiên Quỳnh Tử cũng nghẹn họng trước những lời của Huệ Ngân Nhi. Vừa rồi còn muốn mạng người ta, một lát sau lại bảo người ta đừng so đo tính toán, mọi chuyện là vì đại cục, ý của họ có phải đang nói họ có thể tùy tiện bắt nạt người ta không, người khác thậm chí còn không thể nói nửa lời oán trách chứ đừng phản kháng. Ngay cả Tiểu Bạch do cháu nuôi nấng cũng không thể làm chuyện vô liêm sỉ như vậy. Mỗi một câu của Huệ Ngân Nhi đều khiến sắc mặt của Thiên Quỳnh Tử trở nên khó coi. Nhưng sự thật đang ở ngay trước mắt, cho dù muốn giúp Thanh Minh vài câu, ông ta cũng không tìm được điểm gì tốt. Xem ra ông đã đánh giá thấp Tiêu Chính Văn rồi, Thiên Quỳnh Tử nhìn gương thiên, cảm thán. Còn Hòa Thượng Tanaka đang đứng đối diện với Tiêu Chính Văn cũng bị Tiêu Chính Văn hỏi cho nghẹn họng. Sao thế, không trả lời được à? Đại ý của ông có phải là liên quan đến sống chết của các ông đều là chuyện lớn, sống chết của người khác đều không quan trọng, không cần quan tâm. Nhưng tôi nghĩ sống chết của các ông không liên quan gì đến tôi nhỉ? Nếu không tin ông cứ chết ở trước mặt tôi, xem tôi có bị ảnh hưởng gì không? Nghe Tiêu Chính Văn nói thế, sắc mặt của Hòa Thượng Tanaka lập tức trở nên tím tái. Cậu Tiêu, tổ mất thì làm sao chứng còn? Nếu Thành Minh Nguyệt bị xâm lấn, Tây Vực sẽ không được bảo vệ, cả ngoài lãnh thổ sẽ trở thành trận tu la hàng ngàn mét của âm phủ. Chaos vội vàng khuyên. Thấy thế, Điền Văn cũng tiến lên một bước nói, Tiêu Chính Văn, dù sao anh cũng đang ở ngoài lãnh thổ, nếu mọi người đã cùng sống chết thì hãy góp một phần sức vì ngoài lãnh thổ, vì bản thân anh. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn bật cười và nói, ngoài lãnh thổ tồn tại hay không liên quan gì đến tôi. Hơn nữa trước đây các người đã nói rõ rằng tôi phải là người của Đông Vực rồi. Và lại, tôi cũng chưa được các vị công nhận, huống hồ chuyện này còn chưa lan tới Đông Vực, cho dù Đông Vực cũng trở thành quỷ vực thì liên quan gì đến tôi. Tiêu Chính Văn vừa nói thế, sắc mặt của anh em Điền Văn lập tức thay đổi, rõ ràng trước đó Tiêu Chính Văn đang gài bẫy bọn họ. Hơn nữa, từ vẻ mặt của Tiêu Chính Văn, chắc hẳn anh đã tính trước sẽ có chuyện lớn xảy ra ở thành Minh Nguyệt. Thảo nào anh thấy bọn tôi đến lại không tỏ ra sợ hãi, nếu tôi đoán không lầm thì anh đã biết trước thành Minh Nguyệt sẽ xảy ra chuyện gì, Điền Văn nhìn Tiêu Chính Văn trầm giọng hỏi. Dù anh đoán đúng thì thế nào, Tiêu Chính Văn bình thản cười nói, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt. Anh, nếu anh đã biết sẽ xảy ra chuyện lớn, chứng tỏ anh biết rõ nếu thành Minh Nguyệt mất đi long mạch, âm phủ chắc chắn sẽ nổi lên mặt đất. Nói cách khác, tất cả những chuyện này đều là do anh gây ra. Điền Văn lại dở lại mánh khóe cũ, đứng trên đỉnh cao của đạo lý lạnh lùng hỏi. Anh đã dành trả lời rồi, cộng thêm 10 điểm. Tôi cố ý, vậy thì đã sao? Hơn nữa ngay từ đầu tôi đã biết long mạch là vật trấn áp âm phủ, nhưng anh có thể làm được tôi. Dù cả ngoài lãnh thổ chất đầy thi thể, máu chảy thành sông, Tiêu Chính Văn tôi cùng lắm quay về thế tục. Chuyện này có gì to tát, Tiêu Chính Văn bình tĩnh đáp lại. Tôi giết anh. Điền Văn tức đến mức môi run lên, sắc mặt trắng bệch, hai mắt toát ra sát khí ngút trời. Đừng nói Điền Văn nổi giận, những người có mặt ở đó đều tức giận. Nhưng đối mặt với sự tức giận của mọi người, Tiêu Chính Văn vẫn cười mỉa nói, anh có thể ra tay bất cứ lúc nào, tôi không phản kháng. Nghe Tiêu Chính Văn nói thế, cơn giận của Điền Văn như bị châm ngòi. Keng, Điền Văn rút thanh kiếm dài 3 tấc ra, thân kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Nhưng ngay sau đó một cây thánh giá màu đỏ lao xuống chỗ Điền Văn. Nếu anh dám nói nhiều thêm một câu, hôm nay tôi sẽ giết chết anh, lúc này Chaos đã tức giận đến cực điểm. Dù Đông Vực cũng sẽ bị liên lụy nhưng đó cũng là chuyện sau khi Tây Vực bị hủy diệt hoàn toàn. Nhưng Thánh Giáo Đình thì khác, Tây Vực không chỉ là nơi ở của Thánh Giáo Đình mấy ngàn năm nay, những kết tinh mà Thánh Giáo Đình vất vả tạo dựng đều ở Tây Vực. Nếu Tây Vực bị phá hủy thì Thánh Giáo Đình sẽ hoàn toàn kết thúc. Lúc bình thường, sống chết của một người như Tiêu Chính Văn không liên quan gì đến gã, nhưng lúc này thì khác, mời được Tiêu Chính Văn hay không đều liên quan đến sự tồn tại của Thánh Giáo Đình. Tiêu Chính Văn nhìn Điền Văn khẽ cười, đừng quên rằng anh là cậu chủ một nước, không thể để hắn hù dọa anh chỉ bằng vài câu nói chứ. Nếu tôi là anh, cho dù mọi người ngăn cản, tôi muốn giết người thì người đó cũng phải chết. Chứ đừng nói là chỉ có hắn ngăn cản. Tiêu Chính Văn. Điền Văn mặt tái mét vì tức giận,
nghiến răng nghiến lợi vang lên tiếng ken két. Chẳng phải tôi đang ở đây sao? Nào, để tôi thử kiếm của anh có nhanh không? Nói rồi Tiêu Chính Văn ngoắc ngón tay với Điền Văn. Động tác này của anh khiến đám người Lý Bạch bật cười, lúc này Điền Văn xấu hổ đến mức cùng cực. Mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, một lúc lại trở nên xanh tím hệt như một con tắc kè hoa. Còn các người nữa, chẳng phải vừa rồi các người đều kêu gào muốn giết tôi sao? Bây giờ các người có thể ra tay rồi, Tiêu Chính Văn tôi đảm bảo với mọi người rằng tôi sẽ không đánh trả lại. Mọi người có mặt đều nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn với vẻ mặt phức tạp, nhưng không ai trong số họ dám tiến lên nửa bước. Cho dù Điền Văn bị Tiêu Chính Văn chọc tức, họ cũng chỉ có thể bất lực liếc nhìn, còn ra tay đánh anh à, có cho 10 lá gan cũng không dám. Hắn không phải sợ Chaos mà là lo lắng kiếm của mình còn chưa xuất chiêu, hắn đã bị các cao thủ của Thiên Đạo Minh Ước chém rồi. Sở dĩ vừa rồi hắn rút kiếm ra chỉ là muốn uy hiếp Tiêu Chính Văn thôi. Nhưng rõ ràng chút thủ đoạn nhỏ của hắn chẳng có tác dụng gì. Cậu Tiêu, chuyện này đều là lỗi của chúng tôi xin lỗi cậu. Mong cậu Tiêu có thể coi trọng đại cục và đừng tính toán chuyện trước đây. Nói rồi Hòa Thượng Tanaka cũng đỏ mặt, cúi đầu với Tiêu Chính Văn. Chuyện đã đến nước này, dù ông ta không xuống nước cũng phải cúi đầu với Tiêu Chính Văn, nếu không chỉ cần không mời được Tiêu Chính Văn, ông ta cũng sẽ mất mạng. Trước giờ Thiên Đạo Minh Ước vẫn luôn nói được làm được, cho dù người đó là ai, cũng không thể buông tha cho người đó. Huống gì Thiên Đạo Minh Ước cũng ít ai biết đến nhân vật nhỏ bé như ông ta. Không tính toán những chuyện trước đây, ông nói nhẹ nhàng quá nhỉ, nếu không có chuyện của Thành Minh Nguyệt này, e rằng đầu của Tiêu Chính Văn tôi đã ở trên mặt đất lâu rồi đúng không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Hòa Thượng Tanaka. Hòa Thượng Tanaka cúi đầu không nói gì. Tiêu Chính Văn nói không sai, nếu không có chuyện của Thành Minh Nguyệt lần này thì bây giờ có lẽ Tiêu Chính Văn đã chết rồi. Hơn nữa, chắc chắn đã chết trong tay của Hòa Thượng Tanaka. Giết được Tiêu Chính Văn là một việc vô cùng có thể diệt, Hòa Thượng Tanaka sao có thể bỏ lỡ cơ hội này. Có một chuyện tôi muốn hỏi rõ ông, hôm đó ở Thành Minh Nguyệt tôi đã chọc gì đến ông, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Hòa Thượng Tanaka trầm giọng hỏi. Vừa nghe nói thế Hòa Thượng Tanaka sửng sốt. Nhớ những lời tôi nói lúc đó chứ, tôi có thể đi nhưng nếu ông muốn mời tôi về, nhất định phải quỳ lạy trước mặt tôi. Nói xong Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn chỗ khác. Hòa Thượng Tanaka khó khăn nuốt nước bọt, ông ta có thể thấp giọng cầu xin Tiêu Chính Văn đã là cực hạn của ông ta rồi, giờ còn bảo ông ta quỳ xuống dập đầu. Ông ta thà chết chứ không chịu quỳ xuống. Tiêu Chính Văn, thật ra chuyện này... có anh hay không cũng không sao. Nhà họ Trương là người Hoa Quốc thì cũng là gia tộc của Đông Vực, theo lý nên nghe theo Đông Vực. Điền Văn trợn mắt, ánh mắt lóe sáng nói. Gì cơ, nhà họ Trương chúng tôi thành người của Đông Vực lúc nào? Từ đầu đến giờ, nhà họ Trương chúng tôi là người bảo vệ lăng mộ của Long tộc, chưa từng thoát khỏi thế tục. Hôm nay Trương Việt tôi sẽ nói rõ ràng, nhà họ Trương tôi nguyện sống chết cùng cậu Tiêu. Trừ khi cậu Tiêu đích thân ra lệnh, nếu không đừng hòng điều động được nhà họ Trương tôi. Điền Văn vừa dứt lời, Trương Việt đã tiến đến một bước lạnh lùng đáp trả. Trương Việt, nhà họ Trương các ông vẫn luôn là người của Đông Vực, từ xưa đến nay đều là như vậy, cho dù ông có bất mãn cũng không thể phủ nhận sự thật này. Điền Văn lạnh lùng nhìn Trương Việt, trầm giọng đe dọa. Hừ, họ Trương chúng tôi thấp cổ bé họng. Nếu không phải vì Thành Minh Nguyệt đột ngột xảy ra chuyện, tôi nghĩ cậu chủ thậm chí còn không biết tôi là ai, đúng chứ? Hôm nay tôi có một thắc mắc, xin nhờ cậu chủ Điền Văn giải đáp giúp tôi. Mấy ngày trước trưởng lão nhà họ Trương tôi bị đệ tử của Hachiki Orochi giết chết, vậy hỏi các cậu chủ đang ở nơi nào? Trương Việt lạnh lùng hỏi. Ôi trời, chúng tôi không biết chuyện này, Điền Văn do dự một lúc mới lắc đầu biện minh. Không biết, theo tôi được biết. Lúc đó cậu chủ Điền Khải đang làm khách bên Hachiki Orochi, lẽ nào cậu ta cũng không biết. Còn nữa, nhà họ Trương tôi mấy lần cầu cứu Đông Vực, thậm chí còn bảo người đem thư đến nhà họ Khổng. Nhưng nhà họ Khổng các ông lại trả lời thế nào? Sự sống chết của nhà họ Trương không liên quan gì đến nhà họ Khổng, dù có chết cũng đừng đến nhà họ Khổng cầu xin. Đây là thái độ của Đông Vực và nhà họ Khổng các người. Lẽ nào cậu chủ Điền Văn là người chủ sự hiện tại của nhà họ Khổng mà không biết chuyện này thật sao? Trương Việt hỏi tiếp.
Nếu không nhờ cậu Tiêu ra tay giúp đỡ, bây giờ cả nhà họ Trương chúng tôi đã bị Hachiki Orochi tiêu diệt rồi, đâu thể trả thù cho đại trưởng lão. Hơn nữa lúc nhà họ Trương tôi bị Hòa thượng Tanaka đuổi ra khỏi thành Minh Nguyệt, cậu chủ Điền Văn cũng dùng vũ lực để ép buộc chúng tôi cùng với ông ta, lẽ nào lúc đó cậu cũng không biết. Người đời thường nói Điền Văn rất nghĩa khí, lẽ nào Điền Văn lại nghĩa khí như vậy sao? Trương Việt không khách sáo lạnh lùng giễu cợt. Ông ta vừa nói thế, Điền Văn và Điền Khải không giữ được vẻ mặt bình tĩnh nữa. Điền Văn không thể chấp nhận nổi những lời này của ông ta, lúc đó cả vùng ngoài lãnh thổ đều nhìn thấy Tiêu Chính Văn và nhà họ Trương bị đuổi ra khỏi thành Minh Nguyệt. Hơn nữa hắn còn cười cợt chế giễu, thậm chí lời nói cũng có phần áp bức. Mọi chuyện đều là sự thật không thể chối cãi, bây giờ dù hắn cảm thấy không phục cũng không thể nói được gì. Hừ, thật là nực cười. Chaos nhìn hai anh em Điền Văn như nhìn mấy tên ngốc. Gã cứ nghĩ hôm đó người đánh lén gã là một trong hai anh em họ, sở dĩ không truy cứu họ chẳng qua là vì Thánh Giáo Đình đã có giao dịch với họ. Nhưng bây giờ điểm mấu chốt của chuyện này là Tiêu Chính Văn, nếu không Thiên Đạo Minh Ước cũng sẽ không chỉ mặt điểm tên như thế. Vậy mà tên ngu ngốc Điền Văn này lại hướng chủ đề sang nhà họ Trương, kết quả chỉ rước nhục vào thân. Anh Tiêu, công bằng ở lòng người, chúng ta có thể nói về chuyện ở thành Minh Nguyệt được không? Chaos cung kính chắp tay nói. Tiêu Chính Văn không để tâm đến Chaos mà quay sang nhìn hai anh em Điền Văn, lạnh nhạt hỏi, tôi muốn hỏi hai cậu chủ, người mặc đồ đen đánh lén tôi rốt cuộc là ai? Tiêu Chính Văn vừa nói thế. Những lời mà mấy người Điền Văn vu hại Tiêu Chính Văn là người mặc đồ đen trước đó xem như chưa đánh đã tan. Thậm chí còn đổ hết trách nhiệm cho anh em Điền Văn. Người đàn ông mặc đồ đen kia không phải là Tiêu Chính Văn anh sao? Vừa rồi chính anh đã thừa nhận, Điền Khải chế nhạo. Cả chuyện này đã vượt ngoài tầm kiểm soát, còn ai dám nhận mình là người mặc đồ đen? Vậy tôi sẽ hỏi lại theo cách khác lần nữa, hôm đó ai đã đánh lén tôi? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi. Hừ, tôi vừa nói rồi đấy thôi, không phải anh em tôi, Điền Khải lạnh lùng nói. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, được thôi, đã vậy thì tiễn khách. Nói rồi, Từ Huy Tổ bên cạnh Tiêu Chính Văn vung tay lên ý bảo ra lệnh tiễn khách với tất cả mọi người. Anh Tiêu, hãy đợi một lát, Chaos vội vàng tiến lên một bước, người khác đều có thể đi nhưng gã là người duy nhất không được, Thành Minh Nguyệt vẫn như đang đợi sao sáng. Đợi gã mời được Tiêu Chính Văn về. Các vị vốn dĩ tới đây để hỏi tội, nếu giờ không ra tay đánh, tôi muốn trò chuyện thẳng thắn với các vị, nhưng tiếc là có người quá không hiểu nặng nhẹ. Thế nên các người có thể cút đi được rồi. Lời nói của Tiêu Chính Văn cực kỳ sắc bén, thử hỏi xem ai dám mở miệng ra nói có thể cút đi được rồi trước anh em Điền Văn và Khổng Thiên Tử. Lúc này từng hành động của Tiêu Chính Văn đều được truyền ra khắp thiên hạ qua thiên kính. Không chỉ ngoài lãnh thổ mà ngay cả thế tục đều có thể nhìn thấy rõ mồn một. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Vũ và Thiên Tử đều ngửa mặt lên cười. Xem ra Tiêu Vương vẫn không thay đổi, có thể cút đi rồi. Ừ, nói hay lắm, nói rồi Thiên Tử lại bật cười. Hai, nếu có trách cũng chỉ có thể trách bọn họ tầm nhìn hạn hẹp, đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với cậu Tiêu, so về bản lĩnh họ vẫn còn quá non. Tần Vũ lớn giọng bật cười. Mấy người này trước đây còn nói gì ấy nhỉ, Long Vương không thể sánh với cậu chủ, bây giờ thì sao? Bị mắng đến mức hộc máu, còn chẳng dám đánh dám nữa kìa. Long Thất cũng vui vẻ nói. Lúc này Hồng Ấn ở phía tây nam xa xôi cũng nhíu mày, ông ta quả thật đã xem thường Tiêu Chính Văn quá, ông ta cảm thấy cực kỳ bất ngờ cảnh tượng hiện giờ. Người này quá bí ẩn, là một nhân vật khó đối phó, Hồng Ấn hơi lạnh lùng nói. Đám người Điền Văn trên bầu trời đế khư cũng chỉ có thể thầm oán giận, lại lần nữa cười nói, Tiêu Chính Văn, chúng ta có thể nói chuyện này sau. Thật ra không phải do họ tốt tính mà là Thiên Đạo Minh Ước đã ra lệnh, nếu hôm nay không mời được Tiêu Chính Văn thì mọi người đến đế khư đều không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Thế nên đám người Điền Văn nào dám ra vẻ ta đây nữa, bây giờ cầu xin Tiêu Chính Văn còn không kịp nữa kìa. Đừng thấy họ ai cũng là cậu chủ có danh tiếng của chiến quốc mà lầm, trong mắt Thiên Đạo Minh Ước so với được mất của cả Tây Vực họ chẳng qua chỉ là một người bình thường, có chết cũng không tiếc. Cánh cửa trò chuyện luôn rộng mở với các người và Tiêu Chính Văn tôi cũng rất có đạo lý của mình. Ánh mắt Tiêu Chính Văn chậm rãi nhìn về phía Tư Không Phàm.
chúng ta tạm thời gác lại chuyện đánh lén tôi, con người tôi trước giờ nói được làm được nên người này nhất định phải chết. Nghe nói thế Tư Không Phàm không khỏi tức giận. Tiêu Chính Văn, sắc mặt Điền Văn bỗng chốc trở nên u ám, đôi mắt lóe lên hai tia sáng, toát ra sát khí nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Anh là cái thá gì? Tôi cho phép anh tên tôi sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Điền Văn. Anh, sắc mặt Điền Văn lập tức tái mét. Mọi người trên khắp thế giới đều có thể nhìn rõ và nghe rõ thông qua thiên kính. Câu nói anh là cái thá gì vừa được thốt ra, sau này hắn làm gì còn chút uy nghiêm nào của cậu chủ chứ? Chẳng phải các người muốn nói chuyện sao? Vậy thì được, giết ông ta đi. Tiêu Chính Văn bỗng chỉ vào Điền Văn, hàm ý rất đơn giản, phải để Điền Văn tự tay giết Tư Không Phàm. Tư Không Phàm là cảnh vệ của hắn ở chiến quốc, ông ta đã đi theo hắn chinh chiến Nam Bắc, lập được vô số kỳ tích quân sự. Anh, không để Điền Văn nói hết câu, Tiêu Chính Văn nhấp một ngụm trà nói, anh có thể gọi một lần nữa thử xem, có lẽ tôi sẽ vui vẻ thêm một mạng của Điền Văn. Anh vừa nói thế, tất cả mọi người bao gồm cả Điền Văn không nói nên lời. Mặc dù Điền Văn im lặng không nói gì, nhưng cả người đã run rẩy không thôi. Hai mắt hắn lóe sáng, khí tức lập tức bộc phát. Sự sỉ nhục này là chuyện chưa từng xảy ra trong đời hắn, thậm chí khi hắn làm thừa tướng ở nước Ngụy, phản bội lại nước Ngụy, cũng không ai dám nói xấu nửa câu sau lưng hắn, càng không có chuyện nhục hắn ngay trước mặt thế này. Nhưng lúc này ở trước mặt Tiêu Chính Văn, không chỉ bị Tiêu Chính Văn bị mắng chửi xối xả ở trước mặt rất nhiều người mà còn phải chịu đựng không được làm gì. Ngay cả một người bình thường cũng không chịu nổi chứ đừng nói hắn cậu chủ của Điền Tề. 2. Đầu óc của Điền Văn này không tốt thật, chỉ giỏi chạy. Đã đến lúc nào rồi mà còn tranh cãi với Tiêu Vương, lẽ nào nhà học giả chỉ dạy ra những tên ngu xuẩn như vậy sao? Thiên tử cười mỉa, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Với tính cách của Tiêu Chính Văn, người nào càng cứng miệng, cố chấp thì anh chỉ sẽ cố chấp hơn, dù chọc thủng trời anh cũng không sợ. Nếu không thế tục cũng sẽ không cung kính với Tiêu Chính Văn như thần. Nhưng tôi lại nghĩ Điền Văn này vẫn có chút tài năng pha trò, lúc này đưa mặt ra cho cậu Tiêu đánh, nhìn thôi cũng hả dạ. Tần Vũ xoa tay, cười nói. Nghe thế thiên tử cũng bật cười. Thật ra Tiêu Chính Văn đâu dễ chọc vào như thế. Xét về mưu kế, người nào có thể qua được vua Bắc Lương từng thống lĩnh cả hàng triệu binh lính. Nếu xét về bản lĩnh, Tiêu Chính Văn đã nắm trong tay quyền sinh sát từ khi còn là thiếu niên, bản lĩnh của ai có thể vượt qua được Tiêu Chính Văn. Có câu là người thiện lương không dẫn dắt binh lính, lúc này nếu Tiêu Chính Văn đã nói ai chết thì người đó chắc chắn phải chết. Cho hỏi anh Tiêu, đây có phải là điều kiện hai bên chúng ta thương lượng không? Kaius bước lên trước khách sáo hỏi. Đương nhiên, không có thành ý còn nói chuyện được sao? Tôi rất bận, nếu không muốn nói, bây giờ có thể cút ra khỏi đế khư, muốn nói thì nhanh lên một chút. Nói rồi Tiêu Chính Văn rời tầm mắt sang chỗ khác, thậm chí cũng lười ngước mắt nhìn đám người Điền Văn. Được, vậy tôi sẽ tự tay giết ông ta. Kaius sẽ không quan tâm nhiều đến thế, bây giờ không có chuyện gì quan trọng hơn Thành Minh Nguyệt, hơn nữa kéo dài thêm một phút, Thành Minh Nguyệt sẽ nguy hiểm thêm một phần. Thấy Kaius sắp ra tay, sắc mặt Điền Văn thay đổi. Kaius, sao vậy, anh muốn cản tôi hả? Kaius cười khẩy, thánh giá chữ thập màu đỏ lại xuất hiện đằng sau gã lần nữa. Một chốc sau, ánh sáng màu đỏ máu chiếu khắp nơi, ngay cả bầu trời cũng nhuộm một màu đỏ. Cùng lúc đó Hòa Thượng Tanaka cũng tiến đến trước, không thiện ý nhìn Tư Không Phàm. Điền Khải, chú còn đứng hóng chuyện nữa à? Điền Văn quay sang nhìn Điền Khải. Tôi nghĩ hôm nay ông ta chết chắc rồi, hay là chúng ta đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Hơn nữa anh cũng nên hiểu rõ chuyện hôm nay không phải do anh và tôi quyết định, Điền Khải lạnh lùng nhìn Tư Không Phàm. Vì toàn cục, hy sinh cũng không thể tránh khỏi. Lúc này trong đám đông bỗng có người lặp lại câu nói của Điền Khải. Mọi người nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện người lên tiếng là thành chủ Thành Thiên Đô Thanh Liên. Thanh Liên, bà, Điền Văn trợn mắt nhìn Thanh Liên, gân xanh trên đỉnh đầu như sắp bùng nổ. Trước đó chẳng phải cậu chủ đã nói thánh nhân có câu, mọi người đều chết vì đại nghĩa sao, đôi khi hy sinh cũng khó tránh khỏi. Không phải là hy sinh người khác, cậu chủ tỏ vẻ rộng lượng nghĩa khí, còn đến khi hy sinh người của mình thì lại không đành lòng đấy chứ. Nói cách khác,
trong lòng cậu chủ sự sống chết của mọi người ở Tây Vực không bằng một tư không phàm. Thanh Liên cười mỉa chế giễu nói. Trước đây lúc Thanh Liên chủ động đến tận cửa cầu xin cho Tiêu Chính Văn, Điền Văn đã đáp lời Thanh Liên như thế, lúc đó quả thật khiến Thanh Liên cứng họng không thốt nên lời. Bây giờ đến lượt Thanh Liên phản bác lại Điền Văn bằng những lời đó, Điền Văn nghe được mấy lời này cũng kìm nén đến cực điểm. Tiêu Chính Văn, anh có biết hậu quả của việc cố chấp làm theo ý mình không? Điền Văn lạnh lùng nói. Hậu quả, các anh đã định giết tôi rồi mà còn đe dọa tôi. Một là ông ta chết, hai là các người cút khỏi đế khư, người này không chết thì không cần bàn gì nữa. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Vừa nghe thế, Chaos đổi sắc, quay sang nhìn Điền Văn nói, nếu anh không ra tay thì tôi sẽ giết ông ta. Nói rồi khí tức của Chaos đã vây chặt lấy tư không phàm. Điền Văn thầm nghiến răng, cho dù thế nào cũng không thể để Chaos ra tay được. Không phải hắn để tâm nhiều về tư không phàm mà là nếu để Chaos thật sự ra tay thì đừng nói là sau này Thánh Giáo Đình chắc chắn sẽ tính sổ với hắn, mà Điền Văn cũng không thể nào nói rõ được với bên Thiên Đạo Minh Ước. Ông ta đã là người của tôi, theo lý tôi nên tự mình ra tay. Điền Văn vừa nói vừa ngăn Chaos lại. Thấy Điền Văn tiến đến trước thật, ánh mắt ngập tràn sát khí nhìn tư không phàm, hầu hết mọi người đều sửng sốt. Không ai ngờ được Tiêu Chính Văn lại ép Điền Văn đến mức tự hắn giết hộ vệ của mình. Có câu thay vì giết người bằng thể xác thì giết chết về mặt tinh thần, cho dù là Điền Văn hay tư không phàm sắp bị giết thì lúc này cũng cực kỳ oán hận. Hai, xem ra đường đường là cậu chủ chiến quốc cũng chỉ như thế thôi. Thiên tử nhìn Thiên Kính, cười nhạo nói. Trước đây Thiên tử còn nghĩ dù thế nào Điền Văn cũng sẽ liều mạng đến cùng với Tiêu Chính Văn, nhưng lúc này xem ra Thiên tử vẫn đánh giá cao Điền Văn quá. Tôi nghĩ Điền Văn này cũng chỉ thế thôi, có lẽ người nhà họ Khổng cũng như vậy, mềm nắn rắn buông, vì lợi ích có thể không còn nhân tính. Tần Vũ lạnh lùng nhìn Thiên Kính, trước đó anh ta còn nghĩ Điền Văn ít nhất cũng xem như là một nhân vật lớn. Nhưng lúc này anh ta đã có suy nghĩ khác về Điền Văn và nhà họ Khổng rồi. Dù là Điền Văn hay người nhà họ Khổng chẳng qua cũng chỉ là kẻ tiểu nhân mà thôi, tiếc là họ nghĩ về Tiêu Chính Văn quá đơn giản, cũng không nghĩ thử xem vua Bắc Lương của Hoa Quốc đã chinh chiến hàng trăm trận chiến mà lại có thể dễ dàng bị bắt nạt vậy sao. Giọng Thiên tử cũng dần trở nên lạnh như băng, sau đó cầm bút viết loẹt xoẹt lên một thánh chỉ, không lâu sau đưa thánh chỉ cho Long Thất ở bên cạnh nói. Truyền lệnh của tôi, tất cả nho sinh đều bị xử tử tại chỗ. Hễ là ở trong Hoa Quốc, tất cả nhà thờ của nhà họ Khổng đều bị dỡ bỏ, là người đời sau của Khổng Khưu đều bị giết. Từ chuyện này Thiên tử đã nhìn thấu được nhà họ Khổng, càng nhìn thấu được đám nho sinh. Giữ lại những người này ở Hoa Quốc chỉ khiến chúng trở thành mầm họa của Hoa Quốc, vì sự an toàn của Hoa Quốc, vì hàng ngàn người dân, dĩ nhiên Thiên tử phải đề phòng hậu họa. Thế nên mới cố ý ra lệnh giết hết tất cả học trò của nhà họ Khổng. Cùng lúc đó ngoài lãnh thổ cũng bùng nổ. Tiêu Chính Văn này tuyệt đối không hề tầm thường. Mặc dù hành vi của đám người Điền Văn đáng xấu hổ nhưng Tiêu Chính Văn làm vậy có phải là hơi quá đáng không? Quá đáng, anh nghĩ vùng ngoài lãnh thổ là nơi nào? Cá lớn nuốt cá bé. Huống gì ai bảo họ mới đầu đã muốn dồn Tiêu Chính Văn vào chỗ chết? Hừ, nếu đổi lại là tôi. Tôi sẽ bảo hắn giết tư không phàm, rồi bảo hắn tự sát. Ngay cả những lời đàm tiếu ở ngoài lãnh thổ cũng không ngoại lệ đứng về phía Tiêu Chính Văn. Dù sao mọi người cũng chẳng phải kẻ ngốc, ai cũng nhìn ra được đám người Điền Văn là muốn Tiêu Chính Văn làm kẻ chịu tội thay. Nếu không nhờ Tiêu Chính Văn có kế hoạch từ sớm thì lúc này đã bị đám người này giáp tâm hãm hại. Thế nên Tiêu Chính Văn càng không có lý do mềm lòng, nhân từ. Hơn nữa. Từ đầu đến giờ vẫn luôn là đám người Điền Văn chủ động chọc vào Tiêu Chính Văn, kết quả mất cả trì lẫn chài, giờ còn trách được ai. Triệu Thắng và Ngụy Vinh Kỳ nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy may mắn, cũng may trước đó họ không nhắm vào Tiêu Chính Văn, nếu không có lẽ kết cục của họ cũng không tốt hơn là bao. Đắc tội với Tiêu Chính Văn đúng là sai lầm lớn nhất trong đời. Hồng Ấn luôn dõi theo tình hình lúc này vẻ mặt ngày càng nghiêm trọng. Nếu người này tài năng hơn một chút chắc chắn là một người cực kỳ nguy hiểm, thậm chí sẽ là kẻ thù số một của mình. Hồng Ấn thầm nói. Ông ta nghĩ giữa Tiêu Chính Văn và bốn cậu chủ chiến quốc vẫn có sự cách biệt, dù là khả năng lĩnh hội hay thiên phú cũng không bằng đám người Điền Văn, nếu không sao cứ luôn tránh mặt đám người Điền Văn không đánh,
Dù là thế, Hồng Ấn cũng bắt đầu dõi theo Tiêu Chính Văn. Ông ta có trực giác không nên chọc vào người như Tiêu Chính Văn, hễ chọc vào người này thì không có cơ hội cho ông ta thở, nếu không chắc chắn sẽ chọc phải một tai họa lớn. So với bốn cậu chủ chiến quốc, Hồng Ấn xuất thân từ vùng ngoài vũ trụ, tầm nhìn, kiến thức rộng hơn, xét về phương diện nhìn người, ông ta vẫn khá tự tin. Cậu chủ, lẽ nào cậu định giết tôi thật sao? Tư Không Phàm hoảng hốt nhìn Điền Văn. Nhưng Điền Văn lại không nói nhiều lời thừa thãi mà ra tay với Tư Không Phàm luôn. Mọi người nhìn thấy rồi chứ, đây chính là học trò của Khổng Thánh Nhân, vì lợi ích của mình mà có thể ra tay với người của mình. Đứng chung một thuyền với kẻ như vậy phải đề phòng từng phút từng giây. Tiêu Chính Văn cười mỉa nhàn nhã nói. Điền Văn, Tư Không Phàm thấy Điền Văn đã có ý định giết mình, cảm xúc vô cùng phức tạp. Từ thời chiến quốc, ông ta vẫn luôn đi theo làm cảnh vệ cho Điền Văn, có thể nói ông ta đã cứu Điền Văn vô số lần nhưng không ngờ hôm nay Điền Văn lại ra tay với ông ta. Nhưng dù sao Tư Không Phàm cũng là cao thủ đế cảnh cấp 9 dĩ nhiên sẽ không buông tay chịu trói. Ông ta hét lên một tiếng, sau đó sức mạnh vô biên bỗng bùng phát. Thấy Tư Không Phàm tung chiêu xoay người định bỏ chạy, Chaos lắc mình chặn đường đi của Tư Không Phàm. Điền Văn cũng ra tay cực kỳ nhẫn tâm như Tiêu Chính Văn nói. Ngay cả Tư Không Phàm từng cứu mạng hắn vô số lần thì đến lúc quan trọng cũng chỉ là con cờ hắn có thể bán đứng bất kỳ lúc nào. Lúc này Điền Văn gần như sử dụng hết khí tức của mình, tu vi đế cảnh cấp 9 bùng phát. Mặc dù Tư Không Phàm và hắn có cùng cảnh giới nhưng Điền Văn là một trong bốn cậu chủ chiến quốc, những người cùng cấp bậc cảnh giới đều không có khả năng thắng hắn. Hai bên vừa lao vào nhau, Tư Không Phàm đã bị áp chế hoàn toàn. Chưa được một lúc Điền Văn đã ném đầu Tư Không Phàm xuống đất. Ánh mắt Điền Văn chỉ còn lại sự lạnh nhạt và bình thản khi nhìn đầu của Tư Không Phàm, thậm chí không có bất kỳ sự tiếc nuối và áy náy nào. Đây là đầu của người mà anh muốn. Nói rồi Điền Văn lau máu trên thân kiếm. Lúc này không ít người đều ngẩng đầu nhìn Điền Văn. Nhất là những người trước đó còn kính ngưỡng với hắn. Lúc này họ cảm thấy cậu chủ trước mặt này cực kỳ xa lạ. Có lẽ kẻ tàn ác không từ thủ đoạn vì lợi ích này mới là bản chất thật của Điền Văn. Nhưng đồng thời mọi người càng cảm thấy sợ Tiêu Chính Văn. Cho đến giờ mọi người mới bừng tỉnh, xét về thủ đoạn và mưu mô, đám người Điền Văn không thể so được với Tiêu Chính Văn. Ông nội, bây giờ ông còn nghĩ Tiêu Chính Văn không bằng đám người Ngụy Vinh Kỳ nữa không? Nhìn cảnh tượng trước mắt, hai mắt Huệ Ngân Nhi sáng rực. Ước gì hiện giờ có thể nhào vào lòng Tiêu Chính Văn. Cũng chỉ có người đàn ông như vậy mới xứng với cô ta. Cảnh vệ của Điền Văn thì thế nào? Chẳng phải cuối cùng Tiêu Chính Văn muốn ông ta chết ở canh ba thì ông ta chẳng thể nào sống đến canh năm đó sao? Thậm chí chỉ một câu nói đã ép cho đám người Điền Văn không ngẩng đầu lên được, hơn nữa còn ép buộc Điền Văn tự mình ra tay giết Tư Không Phàm, thủ đoạn này đáng sợ đến mức nào? Lúc này thật ra không chỉ Huệ Ngân Nhi lộ ra vẻ si mê mà hầu như tất cả các cô gái của các thế lực lớn ngoài lãnh thổ đều nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Danh tiếng của Tiêu Chính Văn lại vượt qua cả những thiên tài trong giới trẻ trước đó, khắc sâu vào trong tâm trí mỗi người. Ngay cả Bạch Thiên Kiệt cũng phải thừa nhận rằng em gái của mình tuệ nhãn cao siêu, nhìn người rất chuẩn. Thấy anh trai nhìn mình bằng ánh mắt khác thường. Bạch Ngọc Trinh cười nói, em dám nói cái chết của Tư Không Phàm chỉ là mới bắt đầu. Ít nhiều gì em vẫn có chút hiểu biết về thủ đoạn của Tiêu Chính Văn, tiếp theo không biết sẽ đến lượt ai. Cái gì, Bạch Thiên Kiệt nhíu mày hỏi, ép Điền Văn giết Tư Không Phàm vẫn không đủ ư. Anh ta không sợ sau này những người này sẽ trả thù sao? Thật ra Bạch Thiên Kiệt cũng phải thừa nhận nếu hắn là Tiêu Chính Văn chưa chắc có can đảm ép buộc Điền Văn giết Tư Không Phàm. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng chỉ như lá bèo trôi ở vùng ngoài lãnh thổ, không có chỗ dựa, theo lý thì lúc này chính là lúc anh ta có thể mượn sức hòa thuận với đám người Điền Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn lại đi ngược với điều này, gần như đã ép Điền Văn vào đường cùng. Bề ngoài Điền Văn chỉ mất đi một cảnh vệ thôi nhưng thật ra không phải vậy. Cảnh vệ khác hẳn hộ vệ bình thường, Tư Không Phàm là người mà Điền Văn tin tưởng nhất, cũng là người hắn dựa dẫm vào nhất. Ngay cả người có địa vị như Tư Không Phàm cũng bị Điền Văn giết thì sau này còn ai dám bán mạng cho Điền Văn nữa. Giết một Tư Không Phàm, Điền Văn mất đi lòng tin của mọi người. Có lẽ bản thân Điền Văn cũng biết rõ tình thế của mình,
nhưng hắn vẫn làm như vậy, chứng tỏ Điền Văn đã không còn đường lui nữa. Sao vậy, anh vẫn chưa hài lòng hả? Điền Văn tức đến mức cả người run rẩy, lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn. Mặc dù sâu trong lòng hắn đã cực kỳ tức giận nhưng hắn đâu dám nói nửa câu hung dữ. Tiếp theo, nói rồi Tiêu Chính Văn quay sang nhìn Hòa Thượng Tanaka. Cậu Tiêu, anh có ý gì? Kaius khẽ nhíu mày, lẽ nào Tiêu Chính Văn còn muốn giết cả Hòa Thượng Tanaka? Con người tôi trước giờ nói được làm được, nếu hôm nay tôi đã nói muốn mời tôi về Thành Minh Nguyệt thì trừ khi ông ta quỳ xuống dập đầu, nếu không đừng hòng. Có vài người coi sự độ lượng của người khác thành yếu ớt, vậy thì Tiêu Chính Văn tôi phải khiến mọi người nhìn rõ rốt cuộc Tiêu Chính Văn tôi là người thế nào. Đừng nghĩ Tiêu Chính Văn tôi dễ bắt nạt, Tiêu Chính Văn cười mỉa nói. Cậu, nói đến đây Hòa Thượng Tanaka đổi sắc. Hầu hết mọi người đều rời mắt nhìn sang Tiêu Chính Văn, thà chết vinh còn hơn sống nhục. Giết Tư Không Phàm cũng được rồi, nhưng bảo Hòa Thượng Tanaka quỳ xuống dập đầu trước mặt cả thế giới. Điều này đúng là giết cả thể xác lẫn tinh thần của họ. Có quỳ hay không thì tùy ông, Tiêu Chính Văn nhìn Hòa Thượng Tanaka nói. Dứt lời, Tiêu Chính Văn không để ý đến Hòa Thượng Tanaka nữa. Đã nói rõ điều kiện rồi, quỳ xuống dập đầu, mọi chuyện sẽ dễ nói, nếu không quỳ thì không nghĩ cũng biết hậu quả. Cậu Tiêu, thật ra chuyện này không phải là tôi không muốn nghe giải thích, nếu muốn trách thì trách người lúc đầu đã mời ông ra tay đó. Tiêu Chính Văn không để Hòa Thượng Tanaka nói hết câu đã ngắt lời ông ta. Nghe thế Hòa Thượng Tanaka nghiến răng quay lại nhìn Điền Khải, lúc này ông ta cực kỳ hối hận lúc đó mình không nên chọc vào Tiêu Chính Văn. Mà kẻ đầu sỏ của mọi chuyện lại đứng ngoài nhìn như không phải chuyện của mình. Hòa Thượng Tanaka tức đến mức nổ phổi nhưng còn cách nào khác, người gây họa là ông ta, cũng là ông ta chọc vào người ta, bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Tôi thật sự rất bận. Nếu ông không muốn làm thì thôi vậy, tôi trước giờ không thích ép buộc người khác, Tiêu Chính Văn uống hớp trà bình thản cười nói. Nghe thế Hòa Thượng Tanaka cũng thở dài, xem ra Tiêu Chính Văn cũng không tàn nhẫn như mình nghĩ. Nghĩ thế Hòa Thượng Tanaka lộ ra vẻ vui mừng tiến đến trước chắp tay nói, cảm ơn cậu Tiêu đã bỏ qua. Ừ, Tiêu Chính Văn gật đầu, sau đó đứng lên nói, mời các vị về. Gì cơ? Hòa Thượng Tanaka vừa rồi còn tỏ ra vui mừng, sắc mặt lập tức thay đổi. Không quỳ thì chết, lần này đến lượt Điền Văn đe dọa. Vừa rồi hắn đã bị Kaius ép buộc tự tay giết chết cảnh vệ của mình, mặc dù Hòa Thượng Tanaka không phải là người của Thánh Giáo Đình nhưng có quan hệ không rõ ràng với Thánh Giáo Đình. Thế nên không để Hòa Thượng Tanaka lên tiếng, hắn đã cầm thanh kiếm dài lên bước đến một bước. Hòa Thượng Tanaka ngẩng đầu nhìn anh em Điền Văn và Khổng Tề Thiên, chỉ thấy ba người đều lạnh lùng nhìn mình, trái tim không khỏi run lên. Được, tôi quỳ, nói rồi Hòa Thượng Tanaka quỳ xuống. Lúc này ông ta không chỉ hận Tiêu Chính Văn mà còn hận cả Khổng Tề Thiên và Điền Khải. Nếu không phải do hai người họ thì sao mình lại gây thù với Tiêu Chính Văn? Hơn nữa dù đám người Khổng Tề Thiên không ép ông ta, chỉ riêng mệnh lệnh của Thiên Đạo Minh Ước thôi. Ông ta cũng phải cúi đầu trước Tiêu Chính Văn. Hòa Thượng Tanaka nổi tiếng khắp Tây Vực quỳ gối xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, sau đó dập đầu trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Cậu Tiêu, mọi chuyện đều là do tôi tự chuốc lấy, mong cậu Tiêu lượng thứ. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không nhìn ông ta, chỉ về một nơi cách đó không xa trầm giọng nói, sang bên kia quỳ. Anh vừa nói thế, mọi người đều sửng sốt. Đó là Hòa Thượng Tanaka đấy. Đệ tử chân truyền của Đại sư Giám Chân, còn là người có tiếng nói trong thế hệ trước. Tiêu Chính Văn không chỉ buộc ông ta ngoan ngoãn quỳ xuống mà còn chê ông ta chắn tầm nhìn, bảo ông ta sang một bên quỳ. Trước đó Tiêu Chính Văn đã ép buộc Điền Văn giết Tư Không Phàm đã gây chấn động rồi, nhưng so với chuyện này vẫn còn có cách biệt. Dù sao trên đời này có ai dám bảo Hòa Thượng Tanaka quỳ xuống trước mặt mình đâu. Anh Tiêu! Bây giờ chúng ta có thể bàn đến chuyện Thành Minh Nguyệt chưa? Kaius bước đến khách sáo hỏi. Đương nhiên, tôi nói được làm được mà. Tiêu Chính Văn mỉm cười nói. Cảm ơn anh Tiêu, nếu thế thì, tôi nói có thể bàn chuyện nhưng không có nghĩa là các người có tư cách bàn chuyện với tôi. Không để Kaius nói hết câu, Tiêu Chính Văn đã ngắt lời. Anh Tiêu, mặc dù các anh là cậu chủ chiến quốc hoặc là thế tử Thánh Giáo Đình, nhưng thân phận của các anh quá thấp kém.
vẫn nên để người đứng đằng sau các anh ra mặt đi. Tôi không thích ngồi bàn chuyện quan trọng với người hạ đẳng. Tiêu Chính Văn nhàn nhã nói. Người hạ đẳng, ba chữ này khiến sắc mặt anh em Điền Văn, Khổng Tề Thiên và ngay cả Chaos trở nên cực kỳ khó coi. Chọn bừa một người trong số họ ra có ai mà không phải là cao nhân. Đến lượt Tiêu Chính Văn thì họ lại thành người hạ đẳng. Ngay cả các thế lực lớn cũng không ai dám nói Điền Văn và Khổng Tề Thiên như thế. Nhưng trong mắt Tiêu Chính Văn, dù là một người dân Hoa Quốc bình thường cũng cao quý hơn họ. Hơn nữa mấy người này chẳng qua chỉ là tên hề bị người ta đẩy lên trước thôi, Tiêu Chính Văn sao có thể ngồi ngang hàng với họ. Tiêu Chính Văn quá ngông cuồng rồi đúng không? Đó là cậu chủ Điền Văn đấy. Trong mắt cậu ta, Khổng Tề Thiên thiên tài của nhà họ Khổng còn tệ hơn một người thường sao? Lẽ nào cậu ta còn muốn người đứng đầu nhà họ Khổng đích thân ra mặt à? Lúc này đã có nhiều người không còn vừa mắt Tiêu Chính Văn nữa, dù sao chuyện gì cũng phải có mức độ, hễ vượt quá mức độ này thì rất có thể xảy ra điều ngược lại. Chaos chưa kịp lên tiếng thì Khổng Tề Thiên đã không kiềm chế cơn thịnh nộ lạnh lùng nói, Tiêu Chính Văn, cậu đừng hối hận. Tiêu Chính Văn không thèm liếc nhìn Khổng Tề Thiên mà nhìn thẳng vào chân trời phía tây. Sở dĩ Khổng Tề Thiên dám nói vào lúc này là vì người nhà họ Khổng đã tới rồi. Không lâu sau, một giọng nói cực kỳ lạnh lùng vang lên từ trên trời cao, một hậu bối như cậu có tư cách nói chuyện với tôi sao? Ngay khi vừa dứt lời, một bóng người xuất hiện trên bầu trời, đó là một trong những đệ tử của Khổng Khưu, Tử Cống. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Tử Cống, nhiều người đều dùng mình ớn lạnh, đồng thời đổ mồ hôi thay Tiêu Chính Văn. Hừ, Tiêu Chính Văn, cậu đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Bây giờ, ông Tử Cống đến rồi. Để tôi xem cậu sẽ thế nào, Khổng Tề Thiên khiêu khích nhìn Tiêu Chính Văn, lạnh lùng chế giễu. Trong mắt mọi người, Tiêu Chính Văn và Tử Cống hoàn toàn không cùng cấp bậc, dù sao Tử Cống cũng rất nổi tiếng, còn là một trong 3.000 đệ tử của Khổng Khưu. Quan trọng nhất là Tử Cống luôn giết người không chớp mắt, lại có tiếng là tàn nhẫn từ lâu, nếu chọc giận Tử Cống e là đế khư sẽ biến thành địa ngục trần gian chỉ trong phút chốc. Bây giờ... tôi ra lệnh cho cậu và nhà họ Trương nhanh chóng đến thành Minh Nguyệt, nếu không tất cả mọi người trong điện thần Long đều sẽ chết. Khí thế của Tử Cống cao ngút trời, ngay khi ông ta xuất hiện cũng đã đem sức ép vô song đến. Nếu đám người Điền Văn chỉ có thể cầu xin Tiêu Chính Văn ra tay, thì Tử Cống lại hoàn toàn khác. Ông ta thật sự dám ra tay với Tiêu Chính Văn, hơn nữa, với thân phận của Tử Cống, cho dù gây ra chuyện lớn, nhiều nhất cũng chỉ bị phạt mà thôi. Suy cho cùng, địa vị của ông ta trong nhà họ Khổng cũng vô cùng đặc biệt. Nếu Tiêu Chính Văn dám nói nửa chữ không thì Tử Cống thật sự sẽ giết Tiêu Chính Văn. Sự kiên nhẫn của tôi cũng có hạn. Trong vòng 5 giây, nếu không tuân lệnh, tôi sẽ biến nơi này thành núi xác biển máu. Tử Cống lạnh lùng nhìn đám người trong đế khư, trong tay xuất hiện một luồng ánh sáng chói mắt. Thậm chí trong luồng ánh sáng đó, còn có một con rồng nhỏ mờ nhạt đang bay lượn. Lúc này, sát khí của Tử Cống vô cùng mạnh mẽ, ngay cả Điền Văn cũng thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Tử Cống đã có ý định giết Tiêu Chính Văn, hơn nữa, chỉ cần ông ta ra tay, đừng nói là Tiêu Chính Văn, mà ngay cả đám người Tần Lương Ngọc ở dưới cũng sẽ biến thành tro tàn trong nháy mắt. Dù sao khoảng cách giữa thực lực của Tử Cống và mọi người như khoảng cách giữa trời và đất, thậm chí ông ta không cần dùng hết sức, cũng có thể giết tất cả những người có mặt ở đây trong chốc lát. Nhưng Tiêu Chính Văn không hề quan tâm đến Tử Cống, anh vẫn uống trà một cách nhàn nhã. Mọi người nín thở nhìn thiên kính, chờ đợi kết cục cuối cùng. Cậu Tiêu, tuyệt đối không được. Lúc này Thanh Liên cũng thấy sốt ruột. Bà ta chưa bao giờ sợ hãi trước sự uy hiếp của Điền Văn, nhưng Tử Cống thì khác. Chỉ cần hết thời gian, Tử Cống sẽ thật sự ra tay với Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, tất cả mọi người trong Điện Thần Long cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đó sẽ giống như Tử Cống đã nói, đế khư sẽ biến thành núi xác biển máu. Để ông ta ra tay thì sao? Tiêu Chính Văn chế nhạo. Chưa nói đến việc Tử Cống có bản lĩnh giết anh hay không, chỉ riêng trận pháp phòng thủ xung quanh đế khư, cũng không phải là thứ mà Tử Cống có thể phá vỡ. Đế khư lúc này đã không còn là đế khư năm xưa nữa, mà đã được Tiêu Chính Văn dùng 8 đại đỉnh bố trí trận pháp phòng ngự rất mạnh. Đó là một trận pháp phòng ngự được hình thành từ bán thần khí thượng cổ, sức phòng ngự mạnh mẽ đến mức ngay cả bản thân Tiêu Chính Văn cũng chưa chắc có thể phá vỡ.
Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, Tử Cống đã thật sự ra tay. Hơn nữa, với cảnh giới và sức chiến đấu của ông ta, chỉ cần vung tay cũng đủ để chấn động cả một vùng trời đất. Một luồng uy lực mạnh mẽ ập xuống. Cảnh giới của ông ta thật sự quá cao siêu, vô cùng dị thường. Cùng lúc này, một bóng hình cao lớn xuất hiện sau lưng Tiêu Chính Văn. Trong nháy mắt, bóng hình kia hiện diện. Trên người mặc giáp bạc, đội mũ bạc, trên tay cầm khẩu súng sắc bén. Đối mặt với đòn tấn công đủ sức hủy diệt trời đất của Tử Cống, người đàn ông cao to chỉ cần phất nhẹ tay, một luồng sát khí mạnh mẽ không kém phóng ra. Bùm, hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, giống như kích nổ một quả bom hạt nhân khổng lồ, trong nháy mắt, ánh sáng chói mắt tỏa ra, như thể không khí cũng bùng cháy. Đòn tấn công vừa rồi của Tử Cống khủng khiếp đến mức nào chứ? Đừng nói đến cao thủ đế cảnh, mà ngay cả cao thủ thiên cảnh cũng chưa chắc đã có thể ngăn cản nổi. Mặc dù chỉ là một đòn ngẫu hứng, nhưng chắc chắn không phải là đòn đánh mà Tiêu Chính Văn có thể chống đỡ. Nhưng đòn tấn công mạnh mẽ này lại bị người mặc áo giáp bạc phía sau Tiêu Chính Văn chặn lại một cách dễ dàng, ngay cả một cọng cỏ trên đế khư cũng không hề hấn gì. Có thể thấy sức mạnh của người này đáng sợ đến mức nào. Người đó sao có thể, ông ta, chẳng phải ông ta đã chết rồi sao? Tôi không nhìn nhầm chứ. Hạng Vương sống lại rồi. Không chỉ những người xem trận chiến lộ ra vẻ kinh hãi mà ngay cả Tử Cống cũng sững sờ. Đương nhiên ông ta biết người mặc áo giáp bạc là Hạng Vũ. Hạng Vũ, Tử Cống sững sờ nhìn Hạng Vũ, ông ta không dám tin đây là sự thật. Kế hoạch loại bỏ Hạng Vũ lúc trước là do ông ta đích thân lập ra, hơn nữa, cũng chính ông ta chọc tức Hạng Vũ, dụ Hạng Vũ vào vòng vây của Thiên Đạo Minh Ước, tận mắt nhìn thấy Hạng Vũ bị hàng nghìn người bao vây và giết chết. Là Hạng Vương thật sao? Chẳng phải ngày đó Hạng Vương đã chết trong trụ sở của Thiên Đạo Minh Ước rồi sao? Lẽ nào đây là tàn niệm của Hạng Vương? Suy đoán của mọi người đã được Tử Cống xác nhận, nhưng cũng chính vì vậy mà càng khiến người ta khó tin hơn. Tử Cống, không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại nhau. Để lấy lòng Thiên Đạo Minh Ước, người nhà họ Vũ các người còn liên thủ với bọn họ tàn sát Hoa Quốc trong giới thế tục. Chỉ đáng tiếc là tôi lại rơi vào thủ đoạn của ông, hôm đó vẫn chưa thể giết ông. Ánh mắt Hạng Vũ hết sức lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Tử Cống. Tây Sở Bá Vương uy quyền đến mức nào? Mặc dù đây chỉ là tàn niệm còn sót lại của Hạng Vũ, nhưng cũng đủ khiến đám người Điền Văn sợ xanh mặt, Tử Cống cũng phải lùi lại phía sau vài bước. Hạng Vũ, ông đã chết rồi, đây chỉ là tàn niệm mà thôi, vậy mà còn muốn ngăn cản tôi sao? Hôm nay, tôi chỉ muốn giết tên này, không liên quan gì đến ông cả. Nếu ông biết điều thì mau tránh ra, nếu không ngay cả tàn niệm cuối cùng của ông cũng sẽ biến mất đấy. Tử Cống nghiến răng, tiến lên một bước, lạnh lùng đe dọa. Hừ, mạnh miệng quá nhỉ, cho dù tôi chỉ còn một tàn niệm thì kẻ bỉ ổi như ông cũng có thể đấu lại tôi sao? Hạng Vũ tôi chinh chiến cả đời, tung hoành khắp nơi, ai dám cản tôi? Muốn giết ông, cần gì chân thân? Một tàn niệm là đủ rồi. Nói xong, Hạng Vũ cũng tiến lên một bước, đối đầu với Tử Cống trên không trung. Lúc này, trên bầu trời giống như có vạn con ngựa phi nước đại, phía sau Hạng Vũ, sương mù dày đặc tỏa ra, tựa như vạn quân vạn mã đang lao về phương hướng này. Hừ, khoác lác không biết ngượng mồm, Tử Cống nghiến răng, vung kiếm tiến lên. Một con thương long đột nhiên bay ra từ kiếm ông ta, nó phun ra một luồng khí tức của rồng, phóng về phía ngực Hạng Vũ. Dù sao Hạng Vũ cũng chỉ là một tia tàn niệm, không phải thân thể thật sự, mà khí tức của rồng lại là thức khắc chế tà ác nhất. Cho dù là tàn niệm hay linh hồn lang thang thì đều bị khí tức của rồng áp chế. Thật buồn cười, Hạng Vũ chế nhạo, thanh thương bạc trong tay khẽ run lên. Lên, thanh thương bạc biến thành một con rồng bạc, đối đầu với đòn tấn công của Tử Cống. Trên bầu trời, hai con thương long đan xen vào nhau, bỗng chốc, sắc trời thay đổi, mưa to gió lớn nổi lên, sấm chớp ầm ầm như ngày tận thế đã đến. Thương long và sấm sét đan xen vào nhau, gần như bao phủ toàn bộ bầu trời đế khư. Hơn nữa thỉnh thoảng lại có ngôi sao rơi xuống. Lần này, người xem sợ đến mức sững sờ. Hai người này vừa giao chiến đã vô cùng quyết liệt. Khí tức của rồng thôi mà, dọa trẻ con cũng không sợ. Hôm nay bản soái sẽ cho ông thấy thế nào là rồng thật phẫn nộ. Vừa dứt lời,
cây thương bạc trong tay Hạng Vũ khựng lại sau đó hướng lên trời. Vù, trong phút chốc, con rồng bạc lúc trước đã biến thành một con rồng đỏ. Rồng đỏ khổng lồ há miệng, ngẩng đầu gầm lớn. Ngay sau đó, đầu rồng đột nhiên hướng xuống phun ra một ngọn lửa đỏ rực. Chỉ là ngọn lửa này khác với các ngọn lửa thông thường, ngọn lửa đi đến đâu, không khí cũng bốc cháy đến đó. Đó là chân long viêm. Nhìn thấy cảnh này, Điền Văn sợ đến mức mặt trắng bệch, vội vàng tránh xa ngàn dặm. Đám người Khổng Tề Thiên cũng sợ đến mức quay đầu bỏ chạy. Chỉ cần bị chân long viêm bén vào quần áo thì sẽ chết người. Như cái gọi là long viêm không tắt. Chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng sẽ thiêu sống bọn họ trước khi long viêm lụi tắt. Hơn nữa, nước trên đời này cũng không thể dập tắt được long viêm. Đồng thời, long viêm cũng sẽ thiêu rụi cả linh hồn, thậm chí là chết một cách đau đớn nhất. Thiên Thư Quyển, khởi, đương nhiên Tử Cống biết long viêm này rất đáng sợ, nên vội vàng dùng Thiên Thư Quyển chống đỡ. Một cuộn trúc cổ xuất hiện trong không trung. Khác với cuộn trúc cổ trong tay Khổng Tề Thiên, Thiên Thư Quyển của Tử Cống có một chữ đạo màu vàng, đột nhiên mở ra. Vô số luồng ánh sáng nghênh đón long viêm đỏ rực, khiến mọi người hoa mắt. Long viêm và khí tức thiên đạo mạnh mẽ khiến không ai động đậy nổi. Trong khoảnh khắc, long viêm đổ bùng lên, đại đạo lật đổ. Phụt, Tử Cống phun ra một ngụm máu lớn, Hạng Vũ cũng bị luồng ánh sáng vàng kia chấn động, bóng dáng lay động. Nếu trong tay ông không có đạo đức thiên quyển, thì hôm nay chắc chắn ông sẽ chết ở đây. Hạng Vũ lạnh lùng nhìn Tử Cống. Hừ, nếu không phải tôi không còn ở trạng thái đỉnh cao, thì ông đã chết từ lâu rồi. Tử Cống nhìn Hạng Vũ với ánh mắt phun ra lửa. Đó chỉ là một tàn niệm của Hạng Vũ, mà Tử Cống lại không phải là đối thủ của ông ta. Hơn nữa không thể bắt được Tiêu Chính Văn ở trước mặt bao nhiêu người thì thể diện của ông ta biết để đi đâu. Đỉnh cao, có bao giờ ông đạt đến đỉnh cao đâu? Hạng Vũ cười chế nhạo. Tiếng cười giễu cợt này chứa đựng quá nhiều thứ, thật ra cho dù là Hạng Vũ hay Tử Cống đều rất rõ thực lực của đối phương. Cho dù Tử Cống ở thời kỳ đỉnh cao, cũng hoàn toàn không thể so sánh với Hạng Vũ, chênh lệch thực lực giữa hai người thực sự quá lớn. Đúng như những gì Hạng Vũ nói, nếu không phải Hạng Vũ chỉ là một tàn niệm thì Tử Cống sớm đã thành một xác chết rồi. Đúng lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ xông về phía Đế Khư. Trận chiến lớn vừa nãy đã kinh động bốn phương, Tử Dư chạy đến với tốc độ nhanh nhất mang theo vẻ mặt u ám. Tất cả các thế lực đều đã thống nhất ý kiến, nhất định phải đảm bảo sự an toàn cho Tiêu Chính Văn, âm phủ xuất hiện trở lại là ưu tiên hàng đầu, còn lại tất cả những ân oán khác đều không đáng để nhắc đến. Vậy mà Tử Cống thì hay rồi, vừa đến Đế Khư đã muốn giết Tiêu Chính Văn. Trước mặt mọi người, tuy rằng Tử Dư không thể nói toẹt ra, nhưng trong lòng ông ta đã vô cùng tức giận. Tử Cống liếc mắt nhìn Tử Dư, cuối cùng chỉ đành bỏ qua. Có một số việc không thể làm quá rõ ràng, hơn nữa, vừa rồi ông ta còn có cái cớ, nhưng bây giờ Tử Dư đã đích thân tới, nếu ông ta cứ cố chấp, khó tránh sẽ bị người khác nghi ngờ mục đích thật sự của ông ta. Hơn nữa, từ trong ánh mắt của Tử Dư, ông ta đã cảm nhận được sự tức giận của Tử Dư, mọi người đều biết. Tiêu Chính Văn đã đạt được thành tựu như vậy trước khi anh 30 tuổi, nhất định phải có bí thuật. Ham muốn loại bí thuật này, giết người cướp của là hợp lý, chẳng qua là, thời điểm lựa chọn của Tử Cống không những là điều mà Tử Dư không chấp nhận được, e rằng mọi thế lực sau khi biết được mục đích thật sự này của ông ta cũng sẽ không bao giờ buông tha cho ông ta. Tàn niệm của Hạng Vũ cũng cười nhạo, trong chốc lát lập tức biến mất. Tử Dư bất lực nhìn về phía Tiêu Chính Văn, không có long mạch. Thì với thực lực hiện giờ của vùng ngoài lãnh thổ vốn không thể nào ngăn được âm phủ đến. Thực ra âm phủ chính là âm tào địa phủ trong lời đồn, thế lực ở đó là một nơi vô cùng kinh khủng, thậm chí ngoài long mạch ra thì vốn không có bất cứ ai có thể áp đảo được chúng. Ngay cả thiên đạo minh ước cũng phải bó tay với bọn chúng, một khi âm phủ xuất hiện trên thế giới, thì địa vị thống trị của thiên đạo minh ước ở vùng ngoài lãnh thổ sẽ gặp nguy. Còn thế lực ngoài vũ trụ thì vẫn đang chiến đấu hết mình với những thế lực khác vùng ngoài lãnh thổ, nếu lúc này lại xuất hiện thêm một âm phủ nữa, thì gần như không thể bảo vệ vùng ngoài lãnh thổ. Mà mấu chốt của tất cả những điều này chính là Tiêu Chính Văn. Đây mới là điều khiến Tử Dư cũng cảm thấy bất lực, nếu không sao ông ta có thể đích thân ra mặt để nói điều kiện với một tiểu bối chứ. Bây giờ chúng ta nói chuyện được chưa?
Rốt cuộc cậu muốn thế nào mới chịu dẫn người đến thành Minh Nguyệt? Tử Cống nói với vẻ mặt khó coi. Không phải ông đang nói đùa với tôi đấy chứ? Kể từ lúc ông ta tay, thì đã không còn tư cách để nói chuyện với tôi rồi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Cậu thực sự cho rằng tôi không dám giết cậu sao? Tử Cống lại nổi giận đùng đùng, sát khí lan tràn, cứ như có thể ra tay bất cứ lúc nào. Tiêu Chính Văn cười khẩy, móc ngón tay về phía ông ta nói, tôi sẵn sàng bất cứ lúc nào. Cậu, Tử Cống vừa định lên tiếng, Tử Dư đã đến gần, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Tử Cống, thấp giọng trách mắng, câm miệng. Nhìn thấy Tử Dư tức giận, Tử Cống cũng đành phải lui về một phía, Tử Dư nhìn Tử Cống bằng một cái nhìn sâu sắc. Ngay sau đó quay người nói với Tiêu Chính Văn, nói điều kiện của cậu đi. Thực ra điều kiện của tôi rất đơn giản, tôi nhớ vài ngày trước, Tử Cống muốn tôi đích thân đến nhà họ Khổng để xin lỗi Khổng Tề Thiên. Tiêu Chính Văn vừa nói, vừa chậm rãi rời ánh mắt về phía Khổng Tề Thiên. Nghe vậy, vẻ mặt của Khổng Tề Thiên không khỏi biến sắc. Bây giờ, bảo Khổng Tề Thiên xin lỗi tôi, hơn nữa phải quỳ xuống như những gì Tử Cống nói. Ngay khi Tiêu Chính Văn nói câu này, sắc mặt của Khổng Tề Thiên đã tái xanh, muốn ông ta quỳ xuống xin lỗi ở trước mặt toàn thế giới ư. Ông không nghe thấy sao, còn không đi mau, Tử Dư quát lên một tiếng, lửa giận của Khổng Tề Thiên lập tức tiêu tan bởi tiếng giống của Tử Dư. Ông ta khác với Điền Văn và Hòa Thượng Tanaka có sự cố chấp về tôn nghiêm và thể diện, ở trong mắt ông ta, tất cả tôn nghiêm hay thể diện nào cũng chỉ là vật ngoài thân, vốn không quan trọng. Tuy nhiên, muốn ông ta quỳ xuống xin lỗi Tiêu Chính Văn ở trước mặt toàn thế giới, thì ông ta vẫn không phục. Nhưng trước sức ép của Tử Dư, Khổng Tề Thiên chỉ đành phải đi tới trước mặt Tiêu Chính Văn, quỳ xuống bục một tiếng, chắp tay nói, cậu Tiêu, trước đây là lỗi của tôi, mong đại nhân Tiêu rộng lượng bỏ qua cho. Cảnh tượng Khổng Tề Thiên quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn không chút do dự đã khiến cả hai anh em Điền Văn không khỏi kinh ngạc. Điều này thật quá xấu hổ. Nhưng vẻ mặt của Khổng Tề Thiên lại không hề tức giận chút nào, lại càng không hề có vẻ bất đắc dĩ, cứ như thể việc quỳ trước mặt Tiêu Chính Văn đối với ông ta là chuyện đương nhiên. Chỉ với bộ mặt này, ngay cả Điền Văn cũng phải chịu thua. Tôi không phải là đại nhân, cũng không rộng lượng, ông đáng chết. Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn Khổng Tề Thiên. Cậu Tiêu, như cậu nói, Khổng Tề đã quỳ xuống xin lỗi rồi. Tử Dư thờ ơ nói. Tiêu Chính Văn khẽ vẫy vẫy tay đáp, đây là việc ông ta nên làm, không thể tính là điều kiện của tôi, nếu muốn tôi đưa người về, đương nhiên là được nhưng ông phải điều động cao thủ của nhà họ Khổng, cùng tôi đi đến Minh Hà. Cái gì, nghe đến hai chữ Minh Hà, ngay cả Tử Dư cũng không khỏi khẽ chau mày. Sao Tiêu Chính Văn lại biết Minh Hà? Thật ra có một mối quan hệ cộng sinh giữa Âm Phủ và Minh Hà là nơi mà phương Tây gọi là Minh Giới. Còn Âm Phủ là Âm Tào địa phủ mà phương Đông thường hay gọi. Tiêu Chính Văn chỉ đang đoán xem Minh Hà có thực sự tồn tại hay không, nhưng từ biểu hiện của Tử Dư, anh đã có được câu trả lời. Sở dĩ anh phải tấn công Minh Hà, không phải vì ân oán cá nhân, mà là vào một năm trước, Tiêu Chính Văn đã nhìn thấy nửa trái tim rồng Hắc Long ở Kim Tự Tháp, từ đó có thể suy ra rằng, sở dĩ trái tim rồng Bạch Long vẫn chưa tìm được rất có thể giống như trái tim rồng Hắc Long. Một nửa Hoa Quốc hoặc ở Đông Vực, còn lại là ở Minh Hà. Cũng chính là nơi bí ẩn của vùng ngoài lãnh thổ Âu Lục. Trước đây Tiêu Chính Văn đã nghĩ đến việc dẫn người của Tần Lương Ngọc đến Minh Hà để tìm hiểu rõ sự việc, nhưng làm như vậy, chắc chắn thế lực của anh sẽ bị thương vong. Nhưng người của nhà họ Khổng thì khác, cho dù có thương vong nặng nề, Tiêu Chính Văn cũng chẳng quan tâm. Nhà họ Khổng và Minh Hà không có liên hệ gì, cũng không có thủ oán gì. Không thể phái người đi theo cậu tấn công Minh Hà được. Làm thế là chủ động gây khiêu khích, vẻ mặt của Tử Dư trở nên u ám, lạnh lùng nói. Minh Hà là phạm vi thế lực của Anubep, tuy rằng những nhân vật lớn của Minh Hà bây giờ đều đang ở chiến trường bên ngoài vũ trụ, nhưng Minh Hà vẫn không thể xem thường. Lại càng không phải là thế lực mà nhà họ Khổng có thể đắc tội được. Nói vậy có nghĩa là không thể thương lượng rồi. Mọi người hãy về đi. Tiêu Chính Văn không hề nể mặt Tử Dư, anh vẫy tay và nói với mọi người. Vẻ mặt Tử Dư vô cùng khó coi, ông ta hít sâu một hơi, không bằng lòng nói, được. Nhà họ Khổng có thể cử người đi với cậu, dù sao Tiêu Chính Văn cũng không chỉ đích danh người nào, đến lúc đó, chỉ cần tùy ý cử vài đệ tử sơ cấp cảnh giới nhân hoàng, cho dù có chết ở Minh Hà cũng không ảnh hưởng gì tới nhà họ Khổng.
Tôi muốn người này, và cả người này đi theo tôi đến Minh Hà. Tiêu Chính Văn vừa nói, vừa chỉ vào Khổng Tề Thiên và đám người Điền Văn. Anh vừa dứt lời, ngay cả Tử Dư cũng hít sâu, toàn thân ớn lạnh. Tiêu Chính Văn muốn dẫn theo Khổng Tề Thiên và Điền Văn tấn công Minh Hà thật sao? Đừng nói đến Tử Dư mà ngay cả những người đang xem đều sững sờ. Đó là một trong bốn cậu chủ chiến quốc. Tiêu Chính Văn thật sự muốn ép bốn cậu chủ chiến quốc làm việc cho mình sao? Hai anh em Điền Văn nghe vậy cũng ngẩn người, sau đó đột nhiên nói, Tiêu Chính Văn. Anh dám lừa chúng tôi. Nếu Tiêu Chính Văn tùy ý phái đến vài người thì sự sống chết của những người này chẳng có gì đáng ngại, cũng không đắc tội với Minh Hà. Nhưng nếu Điền Văn và Khổng Tề Thiên xuất hiện, thì bất kể thắng hay bại, Minh Hà và nhà họ Khổng sẽ trở thành kẻ thù. Hơn nữa, Khổng Tề Thiên là người thừa kế được nhà họ Khổng đào tạo cẩn thận, Điền Văn là niềm hy vọng của Điền Tề. Hai nhà bọn họ không thể trơ mắt nhìn hai người họ vào chỗ chết, chắc chắn sẽ không tiếc sức lực giúp đỡ Tiêu Chính Văn. Ít nhất cũng có thể đảm bảo rằng hai người họ có thể sống sót trở về. Không được, chưa nói đến người khác, chỉ riêng Điền Văn đã là cậu chủ của Điền Tề, lời tôi nói không có giá trị. Tử Dư thẳng thừng từ chối yêu cầu của Tiêu Chính Văn. Được thôi, cuộc đàm phán của chúng ta kết thúc tại đây. Tiêu Chính Văn nói xong liền đặt tách trà xuống, định đứng lên rời đi. Tôi đồng ý đi, Chaos bước lên, nghiêm túc nói. Giờ phút này, Thánh Giáo Đình đã rơi vào cảnh lâm nguy, mặc dù gã không phải cậu chủ chiến quốc của Hoa Quốc, nhưng lại ngang hàng với cậu chủ chiến quốc. Sự chủ động của gã khiến Tử Dư cũng cảm thấy bất ngờ. Chaos, cậu phải nghĩ cho kỹ. Chắc Thánh Giáo Đình các cậu biết rõ về Minh Hà hơn tôi, càng biết rõ Anubep là người thế nào. Tử Dư đang nhắc nhở, nhưng thực chất là đang đe dọa. Trận chiến giữa Anubep và Thánh Giáo Đình đã không phải ngày một ngày hai, có thể nói, từ thời thần thoại Âu Lục, hai bên đã là kẻ thù không đội trời chung. Một bên muốn dân chúng tin vào Thượng Đế, hút tinh huyết và đức tin của mọi người. Một bên muốn dân chúng tin vào Minh Thần Anubep. Hấp thụ linh hồn của bọn họ để tăng cường sức mạnh của bản thân. Vì vậy, mâu thuẫn giữa hai bên rất khó để hòa giải. Thực ra cuộc chiến giữa các vị thần ở Âu Lục chính là cuộc chiến giữa Minh Giới và Thánh Giáo Đình mà thôi. Cái gọi là tín ngưỡng chẳng qua chỉ là lời nói một bên của Thánh Giáo Đình, thứ bọn họ thật sự muốn chính là tinh huyết của dân chúng. Bí mật này đã bị người bên cạnh Anubep vạch trần, thậm chí còn gây ra sự sụp đổ tín ngưỡng ở cả Âu Lục. Vì vậy, Kinh Thánh mới phân thành điều cũ và điều mới, bởi vì Kinh Thánh trước đây đã bị lật tẩy, không thể lừa dân chúng nữa. Mối thù hận giữa hai bên cũng từ đó mà bắt đầu và ngày càng sâu đậm, cho đến sau này, Âu Lục thậm chí còn hình thành quân thập tự. Cuộc chiến của bọn họ là vì thần điện của Anubep, mục đích của bọn họ không phải vì tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, mà là để xóa bỏ hoàn toàn sức ảnh hưởng của Anubep trên Âu Lục. Vì vậy, Minh Giới khác với âm phủ, nó chưa từng bị bất kỳ thế lực nào trấn áp dưới bất kỳ hình thức nào, mà trở thành tồn tại siêu nhiên ở vùng ngoài lãnh thổ. Còn âm tào địa phủ của Hoa Quốc lại không may mắn như vậy. Ngay từ thời Tổ Long đã bị Long Mạch trấn áp, không thể tham gia vào cuộc chiến giữa các bên. Đương nhiên tôi biết rõ sự đáng sợ của Minh Hà, nhưng âm phủ cũng đáng sợ không kém. Một khi âm phủ chiếm được Tây Vực thì không cần tôi nói, chắc mọi người đều biết rõ hậu quả. Vì vậy, tôi khuyên các vị nên từ bỏ lợi ích cá nhân, tập trung vào đại cục. Mỗi lần Điền Văn nghe đến câu tập trung vào đại cục, mặt hắn đều nóng lên. Chaos, anh có nghĩ tới thân phận của tôi không? Để một tên tiểu bối sai bảo, sau này làm sao tôi dám nhìn người khác? Điền Văn nói với vẻ không cam lòng. Thân phận, nếu vùng ngoài lãnh thổ không còn nữa thì anh nói thử xem mình có thân phận gì. Ai còn kính trọng anh nữa? Giới thế tục sao? Trong lòng Chaos càng biết rõ tất cả những gì gã có đều bắt nguồn từ vùng ngoài lãnh thổ. Nói cách khác, những người như bọn họ không thể trở về giới thế tục được nữa. Trong mấy nghìn năm qua, bọn họ đã cắt đứt mọi liên lạc với giới thế tục. Cho dù bọn họ có thể trốn thoát trở lại giới thế tục, thì sẽ có mấy người trong giới thế tục nhận ra bọn họ. Hơn nữa cả giới thế tục đều là thiên hạ của Tiêu Chính Văn, lẽ nào lúc đó, bọn họ còn có tôn nghiêm gì sao? Chuyện đã đến nước này, bọn họ không còn đủ tư cách để mặc cả với Tiêu Chính Văn nữa. Nhưng, không có nhưng nhị gì cả,
anh vừa bị ép giết vệ sĩ của mình, Khổng Tề Thiên và Hòa Thượng Tanaka đã quỳ xuống xin lỗi, các người còn có thân phận gì để nói? Nếu vùng ngoài lãnh thổ không còn nữa, các người cho rằng người trong giới thế tục sẽ để ý đến các người sao? Những gì các người làm hôm nay sẽ trở thành trò cười cho giới thế tục, đến lúc đó, các người định xử lý thế nào? Nghe Chaos nói vậy, mọi người đều im lặng. Bọn họ là cậu chủ cao quý, luôn sống cuộc sống thượng lưu, nhưng những gì xảy ra vừa rồi sẽ bị mọi người nhớ mãi. Tức là từ giờ phút này trở đi, địa vị của bọn họ trong mắt mọi người đã thay đổi mạnh mẽ. Nếu đất dưới chân họ không còn thuộc về họ nữa thì còn ai coi trọng họ? Đến lúc đó, thứ sẽ mất đi không chỉ là thân phận và thể diện, mà còn ngay cả chỗ đứng cũng không còn. Nghe Chaos nói vậy, Tử Dư cũng trầm mặc. Ông ta đã nhận được tin tức từ phía giới thế tục, Hoa Quốc đã nhổ tận gốc thế lực của nhà họ Khổng trong giới thế tục, ngay cả những người có liên quan đến nhà họ Khổng cũng bị xóa sổ. Rất nhiều người cũng bị tống vào tù chỉ vì học vài câu luận ngữ. Có thể thấy, Hoa Quốc trong giới thế tục đã không còn là Hoa Quốc mà nhà họ Khổng có thể tùy ý chơi đùa hay bán đứng. Bây giờ trở lại giới thế tục, nhà họ Khổng không còn được người đời coi là thánh nữa, mà chỉ như chuột qua đường, người người xua đuổi. Bốn cậu chủ chiến quốc có thể làm được gì? Chẳng phải Tử Dư cũng không có chỗ đứng sao? Chaos cũng nhìn ra được điểm này, nên mới chủ động đứng ra, đồng ý yêu cầu của Tiêu Chính Văn. Thật ra, ngay từ lúc âm phủ xuất thế, bọn họ đã không còn cơ hội đàm phán với Tiêu Chính Văn nữa. Tử Dư và Tử Cống đều tỏ vẻ tức giận, không cam lòng, nhưng vậy thì đã sao? Điền Văn, Tử Dư thở dài, quay đầu nhìn Điền Văn. Ông Tử Dư, lẽ nào ông thật sự muốn đồng ý với điều kiện của anh ta sao? Lúc này Điền Văn vẫn ôm chút ảo tưởng. Dù sao hắn cũng là cậu chủ nước Tề, là con cháu của vương thất nước Tề, sao có thể trở thành con chó bên cạnh Tiêu Chính Văn được chứ? Quyền thế mạnh hơn con người, Tử Dư bình tĩnh nói. Cậu Tiêu, nhà họ Khổng chúng tôi hoàn toàn đồng ý với đề nghị của cậu, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện tiếp được chưa? Tử Dư phớt lờ Điền Văn, quay sang nhìn Tiêu Chính Văn. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, đây là quyết định duy nhất có lợi cho ông ta, đám người Điền Văn đã không còn nằm trong phạm vi cân nhắc của ông ta nữa. Tử Dư nói vậy khiến mọi người náo loạn. Nhà họ Khổng đã đồng ý, hơn nữa Khổng Tề Thiên và Điền Văn vừa nãy còn kiêu ngạo muốn giết Tiêu Chính Văn, vậy mà chớp mắt lại trở thành con chó bên cạnh Tiêu Chính Văn. Sự thay đổi này quá đột ngột nên không ai phản ứng kịp. Luận về thủ đoạn hay khí phách, Tiêu Chính Văn đều là tuyệt thế vô song. Giới thế tục có cậu Tiêu, sao phải sợ đám thế gia đại tộc kia chứ? Cậu Tiêu là vua của giới thế tục chúng ta. Lúc này, ngay cả thiên tử ở Long Kinh xa xôi cũng phải cảm thán. Lúc này, Thanh Liên nhìn Tiêu Chính Văn bằng đôi mắt sáng ngời. Trước đây, trong mắt Thanh Liên, Tiêu Chính Văn chỉ là một tiểu bối trẻ tuổi có năng lực mà thôi. Nhưng ai mà ngờ được rằng ngay cả bốn cậu chủ chiến quốc vô cùng cao ngạo cũng phải nghe theo lệnh của Tiêu Chính Văn. Ngay cả thánh nhân của nhà họ Khổng, Tử Cống và Tử Dư cũng phải cúi đầu trước mặt Tiêu Chính Văn. Cảnh tượng này khiến Thanh Liên tự hỏi có phải mình đang nằm mơ hay không? Bây giờ cậu đã có thể dẫn người đến thành Minh Nguyệt rồi chứ? Sắc mặt Tử Dư tối sầm lại, điều này cho thấy ông ta cũng đã thỏa hiệp với Tiêu Chính Văn. Sự thỏa hiệp ngày hôm nay của ông ta có ảnh hưởng sâu rộng đối với vùng ngoài lãnh thổ và giới thế tục. Điều này cũng có nghĩa là những thế gia lâu đời, đệ tử của nhà họ Khổng cũng chẳng có gì đáng sợ. Quyền uy của bọn họ cũng có thể bị thách thức. Điều này tương đương với việc mở ra một thời đại mới. Đã có hàng triệu con mắt đã tận mắt chứng kiến những gì hôm nay Tiêu Chính Văn làm, Điền Văn thì sao? Khổng Tề Thiên thì thế nào? Tử Cống và Tử Dư có thể làm gì? Cuối cùng chẳng phải vẫn ngoan ngoãn tuân theo sao? Giờ phút này, vị trí của Tiêu Chính Văn trong lòng mọi người đã nâng lên một tầm cao chưa từng có. Không cần vội, đợi tôi chuẩn bị tốt cuộc tấn công Minh Hà rồi thuận đường đến thành Minh Nguyệt cũng chưa muộn. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Dù sao thì thời gian cũng đứng về phía anh. Nghe vậy, sắc mặt Tử Dư càng trở nên khó coi. Tiêu Chính Văn đợi một năm cũng không sao, nhưng thành Minh Nguyệt không đợi nổi. Anh Tiêu, chúng ta có thể thảo luận chi tiết về vấn đề này. Chaos vượt qua Tử Dư, chắp tay nói với Tiêu Chính Văn. Thấy vậy cả Điền Văn và Tử Dư đều tức giận bỏ đi. Anh Tiêu, thành thật mà nói,
tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ ngồi cùng với thế hệ trẻ trong giới thế tục. Caius thành thật nói. Tiêu Chính Văn liếc nhìn gã, chỉ vào chỗ ngồi đối diện. So với đám người Điền Văn, Caius thú vị hơn nhiều, vì vậy Tiêu Chính Văn không có ác ý gì với gã. Hơn nữa, như Caius đã nói, giới thế tục đã suy tàn gần 2.000 năm qua, trong khoảng thời gian này, chưa từng có ai có thể thách thức các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ. Vì vậy, việc các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ coi thường người trong giới thế tục cũng là điều đương nhiên. Suy cho cùng, dù là ở đâu thì cũng phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Nhưng hôm nay, Tiêu Chính Văn đã cho Caius nhìn thấy sự đáng sợ của giới thế tục, đồng thời, cái tên Tiêu Chính Văn cũng đã khắc sâu vào tâm trí gã. Gã không hề xa lạ gì với Tiêu Chính Văn, chỉ là Tiêu Chính Văn chưa từng quan tâm đến gã. Dù sao gã cũng là người kế thừa tương lai của Thánh Giáo Đình, không cần quan tâm quá nhiều đến một hậu bối trong giới thế tục. Nhưng bây giờ, gã phải nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Ở vùng ngoài lãnh thổ, cho dù là phương Đông hay phương Tây, thậm chí cả những gia tộc lớn ở Âu Lục từng huy hoàng một thời cũng chỉ như cọng cỏ trong mắt gã. Nhưng Tiêu Chính Văn lại là ngoại lệ trong ngoại lệ. Sau ngày hôm nay, anh Tiêu sẽ nổi tiếng khắp thế giới, nhưng đồng thời cũng sẽ thu hút sự chú ý của tất cả các bên. Caius ân cần nhắc nhở. Ai bất mãn có thể tùy ý ra tay với tôi bất cứ lúc nào. Tiêu Chính Văn thờ ơ nói. Ngay từ khi thách thức với đám người Điền Văn, Tiêu Chính Văn đã nghĩ về mọi thứ sau này. Caius im lặng một hồi lâu. Thật ra, sở dĩ gã ở lại chỉ là muốn tạo quan hệ tốt với Tiêu Chính Văn mà thôi. Dù sao trước đây Thánh Giáo Đình và Tiêu Chính Văn cũng chưa từng có mâu thuẫn gì. Hơn nữa, Minh Hà cũng là kẻ thù số một của Thánh Giáo Đình, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Vì vậy, Caius chỉ muốn cho Tiêu Chính Văn biết được tình hình phía Minh Hà. Tình hình của Minh Hà vô cùng phức tạp, hơn nữa, nếu thật sự tiến vào phạm vi thế lực của Minh Hà thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Gã là người thừa kế của Thánh Giáo Đình, đương nhiên biết rất rõ về dòng dõi Minh Hà. Theo gã thấy, đây là thời điểm mấu chốt để kết giao với Tiêu Chính Văn, cho dù Tiêu Chính Văn định đấu với Minh Hà vì mục đích gì thì gã đều có lợi. Chỉ cần Tiêu Chính Văn không phải là kẻ thù của Thánh Giáo Đình thì cho dù Tiêu Chính Văn đắc tội với nhà họ Khổng hay nhà họ Điền thì đều không có hại gì cho gã. Thậm chí nếu Tiêu Chính Văn làm suy yếu nhà họ Khổng thì cũng là đang giúp Thánh Giáo Đình dẹp bỏ những rắc rối lớn. Anh Tiêu, Minh Hà không hề đơn giản, trong kinh thánh của Âu Lục chúng tôi có ghi Minh Giới là tiền thân của Minh Hà. Muốn lay chuyển Minh Hà thì phải hy sinh rất nhiều. Caius đổi chủ đề, dẫn dắt vào chủ đề chính. Ồ, Minh Giới và Minh Hà còn có gì khác biệt sao? Tiêu Chính Văn với nhíu mày. Thực ra bản chất của Minh Giới và Minh Hà không giống nhau. Minh Giới trước đây do một mình Anubep thống trị, mặc dù ông ta được coi là một vị thần, nhưng ông ta không phải một vị thần thật sự. Nhưng Minh Hà thì khác, Minh Hà thực ra được thành lập bởi Anubep và Hades sau khi bọn họ thỏa hiệp. Nói cách khác, thế lực của Minh Hà mạnh hơn rất nhiều so với Minh Giới. Đây cũng là lý do tại sao bọn họ có thể độc lập khỏi Thiên Đạo Minh Ước, phân rõ ranh giới với Thiên Đạo Minh Ước. Vùng ngoài lãnh thổ không chỉ có 7 nước của Hoa Quốc, mà còn có Minh Vực, tất cả đều tồn tại cùng với 4 vực lớn. Caius kể lại đại khái quá khứ và hiện tại của Minh Hà. Bởi vì đến lúc chiến đấu với Minh Hà, chắc chắn sẽ có thương vong, Tiêu Chính Văn đương nhiên không thể mạo hiểm. Nếu không chuẩn bị kỹ càng, gã và Điền Văn đều sẽ đi mà không thể trở lại. Hơn nữa, chuyện này cũng không thể che giấu nổi, vì vậy Caius mới ở lại báo tin cho Tiêu Chính Văn. Thế lực của Minh Hà hiện nay vô cùng lớn mạnh, có thể nói là thế lực mạnh nhất trong các bên ở vùng ngoài lãnh thổ. Dù có nhiều cao thủ chết trên chiến trường ở vùng ngoài vũ trụ, nhưng vẫn không thể coi thường sức mạnh của họ. Nhưng tôi nhớ trong truyền thuyết của Hoa Quốc viết rằng từng có một trận chiến Đông Tây ở Minh Giới. Cuối cùng một vài lãnh đạo cấp cao của hai bên đều đã mất mạng. Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Kỳ thực, chuyện này không hề có thật, giống như sự trắng đen vô thường ở phương Đông các anh, không thể bị tiêu diệt cùng mộng thần và tử thần của Anubep. Nếu không, trên đời này, tuổi thọ của ai cũng nguyện cùng trời cao. Vì vậy, những gì chúng ta phải đối mặt bây giờ không chỉ là Minh Hà, mà còn có âm phủ của Hoa Quốc các anh. Nói đến đây, Caius quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn.
Tôi hơi tò mò, thánh giáo đỉnh các anh đã đấu với Minh Hà hàng ngàn năm qua, bây giờ lại bị bọn họ chèn ép thảm hại, tôi thật sự không biết các anh đã làm gì trong những năm qua. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Anh Tiêu, con người có sinh ắt có tử, là một người bình thường, nếu lúc sống không thể làm được điều mình muốn, hoặc không có được sự công bằng xứng đáng thì chỉ có thể cầu xin Minh giới thôi. Đây cũng là lý do tại sao Minh Hà có thể liên tục phát triển. Tôi nghĩ âm phủ của Hoa Quốc cũng vậy. Hơn nữa, rất nhiều nhân vật thượng cổ đều thuộc về hai thế lực lớn này. Đây cũng chính là lý do vì sao bọn họ không ngừng phát triển. Chaos thở dài, nói ra bí mật lâu đời này. Trên thực tế, lời nói của Chaos đã khẳng định một sự thật khác, đó là con người thật sự có linh hồn. Hơn nữa sau khi con người chết đi, linh hồn vẫn sẽ tồn tại trên thế giới dưới một hình thức khác. Chỉ là linh hồn của mỗi người đã khuất đều được âm phủ hay Minh Hà điều khiển, có nghĩa là số phận của mỗi người đã khuất đều nằm trong tay của hai thế lực lớn này. Nếu những cường giả đó muốn có địa vị như khi còn sống, thì chỉ có thể cúi đầu thỏa hiệp với hai thế lực lớn này. Đây cũng là điểm đáng sợ của âm phủ và Minh Hà, không ai biết hai thế lực này đang ẩn chứa những cao thủ nào, dẫu sao cũng có quá nhiều cường giả đã diệt vong ở thời cổ đại. Lúc này, Tiêu Chính Văn cũng không khỏi khẽ chau mày, xem ra thế giới này phức tạp hơn rất nhiều so với bản thân anh biết trước đây. Trong bốn thế lực lớn như thế tục, vùng ngoài lãnh thổ, Minh Hà, âm phủ lại chia ra thành vô số các thế lực khác, khi các thế lực đan xen vào nhau thì vốn không thể nào tìm ra manh mối. Còn các thế lực khác lại vì những lợi ích và mục đích khác nhau mà đấu đá với nhau. Chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Từ lời nói của Chaos, Tiêu Chính Văn cũng mơ hồ cảm nhận được. Thật ra âm phủ phức tạp hơn nhiều so với những gì anh biết được ở thế tục trước đây, dường như nó đang ẩn giấu một bí mật lớn. Mà bí mật này chắc cũng liên quan đến Long tộc. Không những vậy, từ khi Tiêu Chính Văn vào vùng ngoài lãnh thổ, lại càng cảm thấy, nước ở vùng ngoài lãnh thổ sâu xa hơn anh tưởng. Thậm chí Tiêu Chính Văn còn mơ hồ cảm thấy, bí mật ẩn chứa trên thế giới còn đáng sợ hơn nhiều so với vùng ngoài vũ trụ. Nếu không thế lực ở vùng ngoài vũ trụ cũng không thể trải qua hơn 10.000 năm mà chưa phá bỏ lớp phòng thủ. Đây cũng là điều mà trước đây Tiêu Chính Văn chưa bao giờ quan tâm, nhưng bây giờ xem ra, cho dù là vùng ngoài lãnh thổ hay thế tục, dường như giữa họ đã gần mười mấy ngàn năm không còn bất cứ liên hệ nào, nhưng trên thực tế sợi dây liên kết giữa hai bên chưa bao giờ đứt đoạn. Cũng giống như bốn trong năm trái tim rồng đã xuất hiện trên thế tục, nhưng chỉ có trái tim rồng Bạch Long là không rõ tung tích. Thậm chí còn không có một chút manh mối nào. Nó rất có thể đã bị mất ở vùng ngoài lãnh thổ. Vì vậy, cho dù là thế tục hay vùng ngoài lãnh thổ, vẫn không thể thu thập đủ năm trái tim rồng. Anh Tiêu, nếu thật sự muốn gây chiến với bên Minh Hà thì cũng có hy vọng đấy, nhưng tôi sẵn sàng làm người hy sinh. Nghe thấy lời này, Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày, Chaos lại chủ động yêu cầu hy sinh bản thân. Dù sao thì Minh Hà chưa từng bị Hoa Quốc trấn áp. Uy lực lớn mạnh vô cùng, hẳn là có rất nhiều cao thủ, nhưng đó là vì e sợ sẽ chọc giận âm phủ, nên mới không tấn công vào bốn khu vực lớn. Tuy nhiên một khi có người xông vào Minh Hà, thì chắc chắn phải đối đầu với vô số cao thủ của Minh Hà. Hy sinh là điều không thể tránh khỏi, nhưng Chaos lại chủ động hy sinh mạng sống của mình, điều này đã đi ngược lại với bản chất của con người. Anh Tiêu, anh không cần phải thắc mắc, thật ra, trong Thánh Giáo Đình có một bí pháp. Chỉ cần hiến tế bản thân mình, đưa linh hồn trở về thiên quốc, ngược lại thực lực sẽ được nâng cao. Điều này không những giúp được anh Tiêu, mà còn giúp được tôi. Chaos không hề giấu giếm gì, mà nói thật luôn. Lúc này Tiêu Chính Văn mới khẽ gật đầu nói, thôi được. Ngay sau đó, đám người Điền Văn đã đến dưới sự thúc giục của đám người Tử Dư, ngay cả Erdogan cũng bị gia tộc Zisis phái đến đế khư. Trên danh nghĩa, họ hợp tác với Thánh Giáo Đình. Phối hợp với Tiêu Chính Văn để tấn công Minh Hà, nhưng trên thực tế họ lại muốn thông qua việc tiến vào Minh Hà để chứng minh một điều. Bằng đó là người sáng lập ra gia tộc Zisis, Zisis y có phải đang bị mắc kẹt trong Minh Hà hay không? Sắc mặt của đám người Điền Văn vô cùng khó coi, tràn đầy vẻ không cam lòng và tức giận. Bọn họ biết rõ đi vào Minh Hà cũng đồng nghĩa với việc chết, mà Tiêu Chính Văn kéo theo bọn họ, chẳng qua là muốn bọn họ làm lá chắn thịt ở phía trước. Cho dù thật sự có được lợi ích gì, cũng hoàn toàn không liên quan đến bọn họ. Có vẻ như lần này Điền Văn không muốn cho lắm. Lý Bạch nhìn lướt qua đám người Điền Văn, nói với Tử Huy Tổ bên cạnh.
Dù họ có muốn hay không, cũng không quan trọng, chỉ cần đến Minh Hà, họ cũng phải cố gắng hết sức mình để tự vệ. Từ Huy Tổ liếc mắt nhìn mấy người họ phía sau, nhà họ Khổng phái một đám cao thủ bảo vệ họ, trong lòng càng thêm cảm phục Tiêu Chính Văn. Thử nghĩ xem, ai có thể điều khiển bốn cậu chủ của chiến quốc như Tiêu Chính Văn chứ? Tuy rằng Điền Văn chỉ là một trong bốn cậu chủ, nhưng điều này cũng đủ khiến thế giới bên ngoài chấn động. Thật không ngờ, tên Tiêu Chính Văn này lại làm ra chuyện lớn như vậy, có vẻ như trước đây chúng ta đã đánh giá thấp anh ta. Ngụy Vinh Kỳ nhìn chằm chằm vào đám người Điền Văn từ xa, xúc động nói. Chỉ riêng trong cảnh giới đế quân, đã có không dưới 10 cao thủ, lỡ như để xảy ra sai sót gì, thực lực của nhà họ Khổng nhất định sẽ suy yếu rất nhiều, đến lúc đó, nền tảng của bọn họ ở Đông Vực chắc chắn sẽ bị lung lay. Hành động lần này của Tiêu Chính Văn, có thể nói là một mũi tên trúng ba đích đấy. Hoàng Yết nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt nghiêm nghị, thở dài nói. Nếu hắn sớm biết nhà họ Trương của Thành Minh Nguyệt sẽ có sức ảnh hưởng lớn như vậy, thì Hoàng Yết cũng sẽ không bao giờ đứng nhìn khi Hachiki Orochi đánh đến trước cửa. Nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận, lúc ấy khi nhận được thư cầu cứu của nhà họ Trương, hắn thậm chí còn không thèm nhìn đã ném vào thùng rác. Ngay cả Hoàng Yết cũng đang thầm trách bản thân vì đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời này. Các vị, có thể xuất phát rồi. Tiêu Chính Văn cười thờ ơ nói với đám người Điền Văn. Bây giờ thế trận này còn mạnh hơn gấp mấy lần so với cục diện của toàn bộ Điện Thần Long. Mọi người dẫm chân lên ánh sáng, bay thẳng đến vùng đất cực đông của Đông Vực. Sau nửa ngày, một con sông lớn xuất hiện trước mặt mọi người, trong nhát mắt không thể nhìn thấy ranh giới. Nước sông đen kịt hoàn toàn không thể nhìn thấy đáy. Chaos đưa mắt ám hiệu với một giáo chủ áo đỏ bên cạnh, vị giáo chủ áo đỏ lập tức tiến lên một bước, đi đến phía trên Minh Hà vô biên. Chỉ thấy một tia sáng thần thánh trong tay ông ta lóe lên, ngay sau đó ông ta vẽ những ký tự cổ lên không trung. Khi những ký tự được ông ta khắc họa dày đặc, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng rằng một sự dao động kỳ lạ lan nhanh trong không trung. Sau khi một ký tự khổng lồ cuối cùng được vẽ ra, chỉ nghe tiếng bùm, một cánh cổng đen tối đã xuất hiện trước mặt mọi người. Cánh cửa Minh Hà, Điền Văn nuốt nước bọt, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn đang chắp tay đứng sau mọi người. Vào lúc này, cho dù trong lòng bọn họ hết sức không muốn, cũng chỉ có thể liều mạng xông vào Minh Hà mà thôi. Để tôi, Chaos nói xong, tiến về phía trước, là người đầu tiên đến cổng Minh Hà. Sau lưng gã, một cây thánh giá to lớn màu máu nhanh chóng xuất hiện, đập mạnh vào cánh cửa Minh Hà. Cây thánh giá màu máu lần lượt đập mạnh vào cánh cửa Minh Hà, tạo nên một tiếng động kinh thiên động địa. Mãi đến hơn mười mấy phút sau, cánh cửa tối tăm của Minh Hà mới bị đập tan thành một khe hở. Nhưng chỉ cần một khe hở, cũng đủ để đám người Tiêu Chính Văn có thể thuận lợi đi qua. Vào đi, Tiêu Chính Văn thờ ơ nói. Điền Văn nghiến răng, đi theo sau Chaos, Điền Khải và đám người Khổng Tề Thiên cũng theo vào cánh cửa Minh Hà. Tiêu Chính Văn cũng theo sát phía sau mọi người, cùng nhau bước vào cổng Minh Hà. Bên trong cánh cửa tối đen như mực, một kết giới đen như mực chắn trước mặt mọi người. Bia ranh giới sinh tử. Chaos ngẩng đầu nhìn lên kết giới màu đen với cột trên ở trên trời, cột dưới ở dưới đất, rồi quay đầu nhìn giáo chủ áo đỏ bên cạnh. Thế tử, tấm bia ranh giới này, ông ta còn chưa nói hết lời, Chaos bất ngờ giơ tay và chặt đầu ông ta. Không chỉ có máu, mà còn có một tia sáng trắng tinh khiết phun ra từ khoang miệng của ông ta. Xin lỗi, mượn đầu của ông dùng. Chaos nói xong, chỉ tay lên, một luồng sáng đập thẳng vào tấm bia ranh giới sinh tử. Nhưng trên mặt của Chaos lại chẳng hề có một chút tiếc nuối nào, giống như người vừa chết chỉ là một con kiến mà thôi. Không ngờ, anh lại nhẫn tâm như vậy. Điền Văn nhìn về phía Chaos, lạnh lùng nói. E rằng anh vẫn chưa đủ tư cách để giáo huấn tôi. Chaos lập tức bắt bẻ. Ngay khi Chaos nói những lời này, khuôn mặt của Điền Văn lập tức trở nên tím tái. Đúng vậy, chính tay hắn đã giết Tư Không Phàm cận vệ của mình cách đây không lâu, bây giờ đâu có tư cách chế nhạo Chaos. Chẳng lẽ các người cứ nhìn như vậy thôi sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Muốn chúng tôi liều mạng cũng được, nhưng về phía Thành Minh Nguyệt cậu tính sao? Cũng phải cho chúng tôi một lời đảm bảo chứ. Khổng Tề Thiên nghiến răng, thấp giọng chất vấn. Các ông cứ yên tâm, Tiêu Chính Văn tôi không phải là nho sinh, chắc chắn sẽ giữ lời. Tiêu Chính Văn nhẹ giọng đáp.
Khi Tiêu Chính Văn dẫn đầu đám đông đến Minh Hà thì Trương Việt đã dẫn theo một số trưởng lão của nhà họ Trương, đích thân đến thành Minh Nguyệt. Chỉ cần Long Mạch được chuyển trở lại thành Minh Nguyệt, thì âm phủ có thể bị trấn áp, thành Minh Nguyệt và Tây Vực cũng sẽ bình an vô sự. Nhưng muốn rời Long Mạch ra khỏi thành Minh Nguyệt thì dễ, mà muốn chuyển Long Mạch trở về thành Minh Nguyệt lại khó như lên trời. Một mặt là âm phủ đã xuất thế, muốn rời Long Mạch trở về, chắc chắn sẽ bị âm khí của âm phủ cản trở. Mặt khác, con cháu của nhà họ Trương thật sự thành thạo loại bí thuật này chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa thực lực của họ đều ở đế cảnh cấp 1. Nếu muốn rời Long Mạch trở về một cách suôn sẻ, chẳng khác nào muốn một con ruồi rung lắc một cái cây. Khi bản thân không đủ năng lực, thì chỉ có thể dùng thời gian để bù đắp, còn người ngoài vốn không thể giúp được gì, cho dù đám người Tử Cống và Tử Dư cũng lo lắng đến bỏng mắt, cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, anh em Điền Văn và Khổng Tề Thiên cũng hung hăng liếc nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó lại quay lại nhìn tấm bia sinh tử. Chaos vẫn đi đầu trong đám đông, một cây thánh giá màu máu khổng lồ phía sau gã đập thẳng vào bia sinh tử. Cùng lúc đó, Điền Văn cũng đang cầm một thanh kiếm dài, ra đòn vô song, chém thẳng ra ngoài. Mọi người cố gắng hết sức để tấn công, tấm bia sinh tử cuối cùng đã bị nứt ra một lỗ hổng. Tuy nhiên, cùng lúc tấm bia sinh tử xuất hiện lỗ hổng, thì một luồng sáng chiếu ra từ đám đông. Không hay rồi, chỉ riêng luồng ánh sáng mạnh mẽ kia, đã khiến tất cả mọi người cảm nhận được một luồng sát khí nồng đậm. Nếu nói tấm bia sinh tử bị mấy người bọn họ hợp sức chém nứt thì chi bằng nói người bên trong đã chém nó với kiếm ý vô cùng mạnh. Sau tiếng hét của Chaos, cho dù là bản thân gã, hay đám người Điền Văn, tất cả đều bỏ chạy ngay lập tức. Kiếm ý ẩn chứa trong ánh kiếm vô cùng kinh người, vô tận như thủy triều. Hơn mười mấy đế quân của bọn họ cũng lập tức phản ứng lại, nhưng đáng tiếc trước khi các đại đế kịp bỏ chạy thì họ đã bị ánh kiếm chém vào người. Phụt, trong phút chốc, sáu đại đế lập tức hóa thành xương máu. Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày lại, luồng khí tức này rất quen thuộc, rõ ràng là khí tức rồng thật. Ở nơi này, sao có thể có khí tức của rồng thật chứ? Ngay cả Chaos cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Gã nhíu mày nhìn vào lỗ hổng với vẻ trầm trọng nói, ở đây sao có thể có khí tức của rồng? Minh giới sợ nhất là khí tức rồng mới phải chứ? Khí tức rồng phát ra từ lỗ hổng quá mãnh liệt, ngay cả gã và đám người Điền Văn cũng phải lùi lại ba bước, đủ để khẳng định sự đáng sợ của khí tức rồng. Vào đi, Tiêu Chính Văn lãnh đạm ra lệnh. Không biết bên trong có gì, đã bảo chúng tôi đi nạp mạng sao? Điền Văn đã không kiềm được ngọn lửa giận trong lòng. Hét lên với Tiêu Chính Văn với vẻ mặt oán giận. Anh không còn lựa chọn nào khác, Tiêu Chính Văn hoàn toàn bỏ qua tiếng gầm giận dữ của Điền Văn, chỉ vào khe hở tối tăm kia. Đi, Chaos giống lên một tiếng, rồi lao vào trong. Đám người Điền Văn cũng chỉ có thể theo sát Chaos ở phía sau, cùng nhau chui vào khe hở. Không biết đã trôi qua bao lâu, một mùi hôi thối vô cùng khó chịu đột nhiên tràn ngập trong không khí. Không ổn. Chaos bịt mũi lại, cố nhịn mùi khó chịu này, trong mắt lại càng thêm nghi hoặc. Mãi đến khi đi qua khe hở, đến bên kia của tấm bia sinh tử, tất cả mọi người đều ngơ ngác bởi cảnh tượng trước mặt. Chỉ thấy Minh Hà sâu không đáy nằm trôi nổi vô số xác chết của những cường giả. Trong số đó không chỉ có đế cảnh, thậm chí còn có xác của những cường giả thiên cảnh. Vô số xác chết trôi dạt ở Minh Hà, những đôi mắt giãn ra của họ như cùng lúc nhìn về đám người Tiêu Chính Văn. Cảm giác bị vô số cường giả nhìn chằm chằm này khiến trán của tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh. Mãi một lúc sau, cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm này mới dần dần biến mất. Sao lại như vậy? Bọn họ không phải là người của Minh giới sao? Sao lại chết ở Minh Hà? Vào lúc này, ngay cả những người đã quen với sự sống và cái chết như Điền Văn và Khổng Tề Thiên cũng bùi ngùi cảm thán. Những cường giả đế quân đi vào Minh Hà cùng họ càng cảm thấy da đầu tê dại. Cảnh tượng có thể miêu tả là kinh khủng, nhìn xung quanh, khắp cả Minh Hà đầy xác chết trôi nổi, Minh Hà lẽ ra là thiên đường của người chết lại trở thành một địa ngục tu la. Lúc này, nước ở Minh Hà đen kịt đã bị nhuộm thành màu đỏ sẫm bởi máu tươi, còn những tòa tháp thánh của Minh giới như mặt trời ở phía xa lại vẫn được bảo quản tốt. Nhưng càng như vậy, thì lại càng có nhiều khí tức quỷ dị xuất hiện từ Minh Hà. Đó là cái gì? Điền Khải chỉ tay vào dòng nước ở trong Minh Hà, đồng tử hơi co lại, sắc mặt đột nhiên tái nhợt vì sợ hãi. Hình như là cây thủy sinh, Điền Văn vừa nói,
vừa định vươn tay chạm vào. Đừng nhúc nhích, đó không phải là cây thủy sinh. Chaos lập tức nhắc nhở. Ở đây là đâu? Là Minh Hà, nơi tận cùng của sự sống, cũng có nghĩa đây là nơi không có bất kỳ sự sống nào. Vì vậy, làm sao có cây thủy sinh ở đây được? Tiêu Chính Văn cũng nhìn theo hướng ngón tay của Điền Khải, chỉ thấy dưới nước dường như có những sợi tơ đen dày đặc, đang trôi giạt theo nước ở sông Minh Hà, trôi nổi dưới nước một cách quỷ dị. Hừ, tôi lại muốn xem thử, rốt cuộc đó là thứ gì? Điền Văn nghiến răng, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, sau đó chém kiếm ra, khí kiếm đáng sợ chìm thẳng xuống nước. Thế nhưng nhát kiếm chấn động của hắn khi chém vào sợi tơ màu đen lại như con trâu lao xuống biển, lập tức không còn hơi thở. Sợi tơ đen vẫn còn nguyên vẹn nhảy múa dưới nước theo mạch nước ngầm của Minh Hà. Không chỉ có Điền Văn choáng váng, mà ngay cả đám người Điền Khải và Khổng Tề Thiên cũng đồng thời nuốt nước bọt. Hí hí, đúng lúc này, một giọng cười chế nhạo u ám đáng sợ vang lên bên tai mọi người. Tiếng cười này khiến mọi người không rét mà run. Cùng với tiếng cười u ám vang lên, một luồng kiếm khí âm thầm chém ra. Mọi người lại lần nữa bỏ chạy tán loạn. Luồng kiếm khí đó thật sự rất đáng sợ, ngay cả đám người Điền Văn cũng không dám xông lên. Đúng lúc này, một người đàn ông vạm vỡ mặc áo giáp nhìn thẳng vào mọi người với vẻ mặt vô cảm. Trong mắt của ông ta, không hề có sự sống, thậm chí cơ thể của ông ta cũng đã bị tử khí nuốt chửng. Đôi má già của ông ta đầy những lỗ máu thối rữa, những con giòi bò ra bò vào từ những vết loét trên da mặt ông ta. Ông ta không phải là người của Minh giới. Ông ta nhất thời, ngay cả Chaos cũng không biết miêu tả người trước mặt như thế nào. Chẳng lẽ một người chết còn có thể chết thêm một lần nữa sao? Người đã chết một lần, được gọi là âm hồn, nhưng sau khi âm hồn chết thì nên gọi là gì? Ngay khi tất cả mọi người ngơ ngác nhìn người đàn ông đó, thì luồng kiếm khí không tiếng động kia lại quay trở lại, tấn công mọi người từ phía sau. Không ổn. Khổng Tề Thiên ngay lập tức cảm thấy bất thường. Nhưng khi ông ta nhắc nhở mọi người thì đã quá muộn. Điền Văn là người đầu tiên bị trúng kiếm khí, chảy máu ngay tại chỗ. Điền Khải cũng bị trúng kiếm khí, bay thẳng ra ngoài. Erdogan vốn đang bị thương cũng bị trúng kiếm khí, khiến hắn càng trở nên yếu ớt hơn. Chỉ có Chaos phản ứng nhanh nhất, chỉ bị thương nhẹ. Những cường giả cảnh giới đế quân đi theo bên cạnh đã bị biến thành cát bụi, tiêu tan trong tích tắc. Chỉ có Tiêu Chính Văn là không bị kiếm khí đó ảnh hưởng, nhưng cũng thầm giật mình. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Khổng Tề Thiên giận dữ giống lên. Ở trên núi Bách Long, bọn họ cũng từng trải qua trận chiến Cam Go, nhưng cho dù người đàn ông thần bí đó có mạnh đến đâu, cũng chưa chắc có thể khiến họ bị thương. Vậy mà người đàn ông kỳ lạ trước mặt này, chỉ tùy tiện dùng một thanh kiếm đã suýt khiến bọn họ mất mạng ngay tại chỗ. Người này có sức chiến mạnh đến cỡ nào chứ? Người này là Spartaker. Chaos nhìn người đàn ông vạm vỡ mặc áo giáp với vẻ nghiêm nghị, khá sợ sệt nói. Những lời này vừa thốt ra, vẻ mặt của Điền Văn càng trở nên khó coi hơn, lạnh lùng nói, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của ông ta. Câu nói của Điền Văn khiến mọi người sửng sốt, Điền Văn cũng lập tức nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, vẻ mặt nghiêm trọng nói với Tiêu Chính Văn, dù chúng ta hợp sức lại với nhau cũng không phải là đối thủ của ông ta. Spartaker là một trong các cao thủ mạnh nhất thời kỳ Lao Di, từ nhát kiếm đó của ông ta cũng có thể thấy khi còn sống ông ta chắc chắn là cường giả trên thiên cảnh cấp 7. Dù ông ta đã chết nhiều năm, cảnh giới đã giảm rất nhiều nhưng ít nhất cũng là cao thủ thiên cảnh cấp 1 đỉnh cao, sao có thể là người mà cảnh giới đế quân so sánh được. Nói chính xác hơn ông ta là một thây ma thiên cảnh, đối mặt với thây ma có xác thịt mạnh đến mức cực điểm này. Dù họ có dùng hết các kỹ năng cũng không thể làm gì được đối phương. Nếu các anh dám lùi nửa bước, tôi sẽ bảo Trương Việt quay về đế khư, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Anh vừa nói thế, Chaos sầm mặt, quay sang nhìn đám người Điền Văn nói, dù sao ông ta cũng chỉ là một thi thể biết đi, lẽ nào chúng ta không đánh lại xác thịt của thây ma sao? Nếu nói Spartaker vẫn còn sống, hay nói là cảnh giới của ông ta không hề giảm, họ chắc chắn không có phần thắng. Nhưng lúc này ông ta không chỉ mất đi ý thức của bản thân, đồng thời cảnh giới đã không mạnh hơn trước, có lẽ sẽ có một chút phần thắng chứ nhỉ. Chaos vừa dứt lời, một màn sáng màu đỏ dâng lên, thánh giá màu đỏ máu cực lớn xuất hiện đằng sau gã. Chỉ thấy ánh sáng màu máu đó rơi xuống đập thẳng về phía Spartaker. Phút,
Cuộn trúc cổ thượng cổ trong tay Khổng Tề Thiên bay ra, một vầng sáng màu vàng phóng thẳng tới chỗ thây ma đó. Thế tấn công của hai người đều rất có lực nhưng khoảnh khắc họ ra tay, Spartacus cũng động đậy. Chỉ thấy không gian trước mặt ông ta lắc lư, ngay sau đó ông ta giơ tay lên vung ra một kiếm chặn thánh giá lại. Sau đó ánh sáng màu vàng từ cuộn trúc cổ thượng cổ bị kiếm khí cuộn lại đánh trả về. Điền Văn, Chaos gào lên với Điền Văn. Điền Văn và Điền Khải cũng vung kiếm ra đánh tới. Nhưng dù bốn người hợp sức lại cũng không làm gì được thây ma đó, dù sao giữa thiên cảnh và đế quân có sự cách biệt rất lớn. Lớn đến mức dù bốn người họ hợp sức lại cũng không thể đỡ được kiếm khí của thây ma đó. Thấy cuộc chiến của hai bên đã đi vào giai đoạn thăng hoa nhưng Tiêu Chính Văn vẫn luôn đứng ngoài nhìn. Hầu hết mọi người đều đã dùng hết sức, liều mạng đánh, suy cho cùng sợ không cẩn thận một chút, họ sẽ chết trong tay thây ma đó. Ngay khi Tiêu Chính Văn vừa bước ra một bước, không gian trước mặt anh bỗng méo mó dữ dội. Tiêu Chính Văn nhíu mày, vô thức lùi về sau một bước. Nhưng lúc này mọi chuyện đã quá muộn, Khổng Tề Thiên và Điền Văn đồng thời bay về phía Tiêu Chính Văn mà Spartacus theo sát phía sau hai người. Sau đó dưới chân Tiêu Chính Văn lóe lên ánh sáng màu đen, xung quanh không biết xuất hiện một lục mang tinh trận từ lúc nào. Cho đến lúc này Chaos mới nở nụ cười đắc ý với Tiêu Chính Văn. Ánh sáng của lục mang tinh trận khá chói mắt bao vây Tiêu Chính Văn vào trong đó. Những người khác cũng lùi ra cách đó vài mét lần lượt đứng vững ở mắt trận. Năm khí tức mạnh mẽ hợp thành một bức tường không khí vô hình bao vây Tiêu Chính Văn vào trong lục mang tinh trận. Thi thể Spartacus vẫn còn cầm thanh kiếm dài đi về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, lẽ nào anh không thấy lạ, tại sao tôi lại biết rõ về Minh Hà thế sao? Chaos nở nụ cười hiểm ác. Là anh, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Chaos. Lúc này áp lực mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng đồng thời đè ép lên người Tiêu Chính Văn khiến anh không động đậy được. Ha ha ha, tôi đã đầu quân vào Minh Hà lâu rồi, sao có thể dẫn anh đến tấn công Minh Hà chứ? Nơi này sẽ là nơi chôn vùi anh đấy. Giọng Chaos trở nên lạnh như băng. Thật ra bên phía Thánh Giáo Đình đã âm thầm thông đồng với Minh Hà, dĩ nhiên Chaos cũng không thật lòng muốn giúp Tiêu Chính Văn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 125.